Cảm ơn Phong Lan và quý vị cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tề Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Trung Mục Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, phân đoạn và chú thích. Tỳ kheo giác đẳng 10 kinh niệm xứ Satipatthana Sutta từ câu 055 đến 056 quán pháp quán năm triền cái. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay và con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy Già. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, đại lễ chúng thành văn đệ tử Phật. Kính chào chư Tôn Đức và tâm chào tất cả quý Tôn Nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý đại chúng, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học niệm xứ thứ tư là pháp quán niệm xứ. Trong pháp quán niệm xứ này thì chúng ta chỉ học có phần đầu, tức là quán năm triền cái thôi. Có lẽ là Thượng tọa Giác Đẳng muốn cho chúng ta đi vào chi tiết tường tận từng pháp nên mới phân đoạn như vậy. Chính vì chỗ đó chúng ta thấy thân quán niệm xứ cũng dài, pháp quán niệm xứ cũng dài, sẽ dài. Bởi vì ở đây pháp quán niệm xứ chúng ta có năm triền cái hay là thập nhị xứ, có ngũ uẩn, ngũ thủ uẩn, rồi có thất chất chi, có tứ diệu đế, bây giờ chúng ta sẽ học trước ngày hôm nay là phần pháp quán niệm xứ với cái tiêu đề là quán năm triền cái. Bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cùng tỉnh Thượng tọa Pháp Đăng giảng sư trong ngày hôm nay giảng giải. Xin mời cô Ngọc Quỳnh. Cô Nhật Quỳnh, Nam Mô Bụt Thầy Già. Con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh kinh. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564. Dạ, cảm ơn Nguyệt. Giáo trình Trung Mục Kinh Majjhima Nikaya 10 kinh niệm xứ Satipatthana Sutta tiếp theo phần đoạn 55, 055 và 056 quán pháp quán năm triền cái. 55 quán pháp thuật ngữ Dhamma. Pháp mang rất nhiều ý nghĩa trong Phật học. Một số dịch giả giải thích chữ pháp ở đây là những khái niệm trừu tượng của tâm ý, cảnh pháp. Bản sớ giải ghi rõ chữ pháp ở đây chỉ cho những chủ đề của pháp. Lời Phật dạy mang ba yếu tố: A là những sự thật tự nhiên, B là sự thật tự nhiên liên hệ tới hành trình giác ngộ giải thoát,
C là những sự thật có liên hệ tới sự tu tập được Đức Phật giảng giải. Quán pháp trên các pháp ở đây không phải là học hỏi từ nghe, đọc mà cũng không phải là suy luận. Một khi hành giả đã có được sự hiểu biết căn bản về các đề tài như năm chuyện cái, thất giác chi vân vân, từ sự học hỏi sau đó, khi hành tứ niệm xứ sẽ trải nghiệm những pháp này trên thực tế thân tâm. Nói cách khác, tứ diệu đế có thể lãnh hội qua sự học hỏi hay suy luận, nhưng cũng có thể trải nghiệm trên thực tế bản thân. Hành giả tu pháp quán niệm xứ cần duy trì chánh niệm với khung trời, khung thời gian rộng, toàn bộ sinh hoạt hàng ngày. Chánh niệm với sở hành qua thân, khẩu ý, nhận thức được những đầu mối và hệ quả. Ví dụ, tâm tham, biết là tâm có tham, đó thuộc về tâm quán niệm xứ. Nhưng nếu thấy được sự tâm tham ngăn ngại cho sự tập trung vì vọng móng, thì đúng là tham triền cái, một trong ngũ cái. Thấy được ham muốn là pháp ngăn ngại, và thấy khi trạng thái đó đang thực sự diễn ra, đó là pháp quán niệm xứ. Đối với hành giả thì những đề tài và chi pháp không còn nằm trong sự suy tư, hiểu biết mà là những thực tại khi nhận được ngay ở trong cuộc sống. Hành giả cần học hiểu những đề tài pháp y cứ trên kinh điển và được sự giảng giải tường tận của một vị thầy. Đôi khi những pháp thoại trong các trường thiền đáp ứng nhu cầu này. Sau khi hiểu rõ, hành giả quan sát những pháp ấy qua những diễn biến của thân tâm. Thời gian đầu tu tập pháp quán niệm xứ cần môi trường thích hợp như một tu viện hay trung tâm thiền định. Hành giả cần phân biệt rõ ba thứ trí: hiểu biết do học hỏi, hiểu biết do suy tư, hiểu biết do tu tập. Pháp quán niệm xứ là sự hiểu biết do tu tập, đọc những ý nghĩa của pháp qua cuộc sống thực tế, chứ không đặt nặng suy luận. 56. Pháp quán, quán năm truyền cái, pháp cái, Niwarana có nghĩa là những pháp ngăn ngại sự tiến bộ. Thường được dịch là triền cái, cũng có nghĩa là sự cột trói, khiến dậm chân một chỗ không tiến tới được. Năm phiền não này đặc biệt đối lập với năm thiền chi, là trở ngại cho bất cứ hành giả tu tập nào. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nội tâm có ái dục tuệ tri. Nội tâm tôi có ái dục hay nội tâm không có ái dục tuệ tri? Nội tâm tôi không có ái dục. Và giờ, và với ái dục chưa sanh, nay sanh khởi, người ấy tuệ tri như vậy. Và với ái dục đã sanh, nay được đoạn nghiệp, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với ái dục đã được đoạn nghiệp, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hai nội tâm có sân hận, tuệ tri nội tâm tôi có sân hận. Hai nội tâm không có sân hận, tuệ tri nội tâm tôi không có sân hận. Và với sân hận chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn nghiệp, đoạn nghiệp vị ấy tuệ tri như vậy. Và với sân hận đã được đoạn nghiệp, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hai nội tâm có hôn trần thủy miên, tuệ tri nội tâm tôi có hôn trần thủy miên. Hai nội tâm không có hôn trần thủy miên, tuệ tri nội tâm tôi không có hôn trần thủy miên. Và với hôn trần thủy miên chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với hôn trầm thủy miên đã sanh, nay được đoạn nghiệp, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với hôn trầm thủy miên đã được đoạn nghiệp, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hai nội tâm có trạo hối, tuệ tri nội tâm tôi có trạo hối. Hai nội tâm không có trạo hối, tuệ tri nội tâm tôi không có trạo hối.
và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hai nội tâm có nghi, tuệ tri, nội tâm tôi có nghi. Hai nội tâm không có nghi, tuệ tri, nội tâm tôi không có nghi. Và với nghi chưa sanh, nay sanh khởi. Vị ấy tuệ tri như vậy, và với nghi đã sanh, nay được đoạn diệt. Vị ấy tuệ tri như vậy, và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hai vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp. Hai sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, có những pháp ở đây. Vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến thánh trí chánh niệm. Vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. A. Tham dục, kamacchanda, là sự ham muốn mạnh mẽ đối với các cảnh dục. Sự nghiện ngập cũng nằm trong pháp cái này. Tâm bị tham chiếm dục, ngự trị, ví như nước pha màu không còn trong trẻo nữa. B. Sân độc, và bà đá, là thái độ căm ghét đối với cái gì đó. Tâm bị sân độc chiếm ngự, được ví như nước bị sôi. Sự sôi dục khiến không thể thấy được xuyên thấu. C. Hôn thủy, thì năm mít tháng nói đủ là hôn trầm và thủy miên, nghĩa là trạng thái giả dời buồn ngủ. Sự lười biếng và mê ngủ cũng có một phần chi phối bởi pháp cái này. Tâm nặng hôn trầm thủy miên được ví dụ như nước có nhiều rong rêu. D. Uthat chakut vichcha, là trạng thái dao động và hối tiếc. Sự lo lắng bồn chồn cũng thuộc pháp cái này. Tâm bị trạo hối được ví như nước bị gió lay động mạnh tạo thành nhiều gợn sóng. E. Nghi hoặc vichikicha, là trạng thái lưỡng lự, phân vân, thiếu quyết đoán đối với tam bảo, đối với bản thân, đối với nhân quả và đối với sự tu tập. Thắc mắc không phải là nghi hoặc, nếu không hiểu mà tìm hiểu thì đó là thái độ học hỏi. Nghi hoặc là sự ngờ vực mà không chịu tìm hiểu. Tâm bị nghi hoặc chi phối được ví dụ như nước có pha bùn. Hành giả sau khi học hiểu rõ về năm pháp cái thì xem đó là những đối tượng để quan sát, chứ không phải là để sợ hãi. Năm pháp cái này được nhận diện qua những sinh hoạt hàng ngày như ăn, ngủ, tụng kinh, vân vân, và cần thấy rõ sự ngăn ngại của những pháp cái này. Tham dục ngăn ngại định tâm, vì giọng móng, sân hận ngăn ngại hỷ, sự hân hoan thoải mái trong sự tu tập. Hôn thụy ngăn ngại tầm, sự hướng tâm vào đề mục tu tập, khiến đề mục không rõ ràng, chánh niệm mờ nhạt. Trạo hối ngăn ngại lạc trú trong đề mục định tâm, do tâm ý dao động. Hoài nghi ngăn ngại tứ, sự gắn bó với đề mục định. Nếu hành giả vì những pháp cái chi phối mạnh, nên tìm sự hỗ trợ thêm từ bên ngoài và nội tại. Trợ duyên từ bên ngoài là thầy dạy có kinh nghiệm hay thiện hữu. Trợ duyên từ bên trong là tu bổ túc, như dành thì giờ tu tập tâm từ để giảm tâm, để giảm sân tâm, quán bất tịnh để giảm dục tham. Hôn trầm và thị miên thường đòi hỏi sự phấn đấu nhiều của đa số hành giả. Kinh nghiệm bản thân rất cần thiết để đối đầu với hôn thị. Dạ. Chánh văn còn tiếp, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai, dạ con kính dâng bích đến sư ạ.
Thưa con thấy hình như là thượng tọa Pháp Tăng không còn trong đạo tràng phải không quý vị? Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ quý vị thấy thượng tọa Pháp Tăng còn trong đạo tràng không? Dạ dạ cảm ơn. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ con cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn đạo tràng. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ đi bi điền khuyết cho thượng tọa Pháp Đăng. Hình như đường nét của thượng tọa Pháp Đăng có vấn đề. Dạ con cung thỉnh ngài ạ. Xin được hỏi quý Phật tử có nghe được không? Thì vẫn Nam Mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thượng Trao tất cả quý Phật tử. Dường như Thượng Tọa Pháp Đăng có một chút trục trặc kỹ thuật. Cho vậy chúng tôi xin được tiếp lời. Khi nào Thượng Tọa Pháp Đăng sẵn sàng thì quý Phật tử hoan hỷ cho biết. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay là chúng ta học về Pháp Quán Niệm Xứ. Pháp quán ở đây tức là chúng ta quan sát các pháp mà Đức Phật giảng dựa trên cái thực tế thân và tâm của mình. Pháp mà Đức Phật giảng ví dụ như là về năm triền cái, thân giác chi, về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, về tứ diệu đế. Thì thưa quý vị, những pháp này chúng ta thường được nghe giảng ở trong kinh. Tương tự như là chúng ta được nghe giới thiệu về một nơi nào đó, một thành phố nào đó. Như quý vị nghe nói về Bangkok, hay là quý vị nghe nói về Paris, thủ đô nước Pháp. Nhưng mà nghe nói là một lẽ mà đến tận nơi, đó là nghe nó Bangkok nhưng mà chúng ta đến tận nơi nó có khác đi thì tương tự như vậy. Có những cái pháp mà Đức Phật giảng như là thân giác chi hay là tứ diệu đế vân vân, nếu chúng ta đọc được những pháp này ngay ở trong đời sống của chúng ta, ở thân tâm của chúng ta, thì đây là một cái cách nhìn rất là mới. Khi mà chúng ta đề cập đến niệm pháp á, thì có khác với niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm đó, là chúng ta chỉ cần ghi nhận nhận dạng mà thôi. Ví dụ tâm sân biết tâm sân, tâm tham biết là tâm tham, hay thọ ưu biết thọ ưu, thọ khổ biết thọ khổ. Nhưng mà rồi và xin thỉnh trường tổ pháp đăng và kính thỉnh trường tổ pháp đăng. Hello,
Hello, quý vị nghe được không? Dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Vừa đọc, vừa nghe cô Dực Quỳnh đọc xong thì nó lại cứ quay vòng vòng vòng, mà hãy quay vòng vòng thì thả mic cũng không được, mà cầm mic cũng không được, ra cũng không được, tắt máy. Nên quý vị cũng, với ngài quý vị cũng thông cảm cho vậy. Thì bữa hôm nay thì mình học về niệm pháp, là một cái đề tài trong bốn niệm xứ. Và đề tài niệm pháp thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều, về năm triền cái, năm thủ uẩn, về nội ngoại xứ. Nhưng bữa hôm nay chúng ta chỉ quán học mà quán về năm triền cái thôi. Thì quý vị cũng thấy Đức Phật, và chúng ta cũng nghe trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói về năm triền cái, đóng bất thiện. Thật sự khi mình loại bỏ được năm cái triền cái này đó, hay là mình trừ khử được năm cái triền cái này đó, mình đã trở thành một vị A-la-hán rồi. Nên năm cái pháp cái này đó, Niết-bà-ra-na này đó, là cái sự ngăn che cái tâm tu tập của tất cả chúng sanh. Các cái vị mà tu tập đó thì chúng ta thấy phải vượt qua được năm cái triền cái này. Và năm cái triền cái đó thì được Đức Phật ngài dạy khi mà một người từng tự tu tập đó, từng tự tu tập, mình tu niệm thân, cũng có trải qua niệm thọ, cũng có niệm tâm, cũng có và niệm pháp cũng có. Như vậy khi một cái vị mà muốn tu tập đó thì mình thấy cái cuộc luân hồi, thấy cái sự luân hồi chết đi sanh lại trong các cái cảnh giới, và những cái điều đó nó mang lại biết bao nhiêu cái khổ lụy cho đến trong đời sống này. Mình thấy mà biết bao nhiêu những cái cơn bệnh, những cái loại virus và những cái khổ đau nó ngấm ngầm, và những cái trắc trở trong cái cuộc sống này. Chính vì mình có cái sự hiểu biết như vậy đó, thì mình thấy rằng tất cả những cái bất thiện mà đưa đến cái sự tái sanh, hay là mình sanh trong các cảnh giới đó, thì gần như là cái những cái triền cái này, nhất là cái tham dục cái. Và cái tham dục cái đó là một cái triền cái đầu tiên mà một cái vị hành giả, một người tu tập đó phải thấy được. Thường thì chúng ta biết rằng tất cả mọi người trong thế gian này, dù là người hay chư thiên hay là phạm thiên, các cái vị mà còn luân hồi không phải là bậc thánh, hoặc là các bậc thánh hữu học đó, thì cũng vẫn phải sanh tử luân hồi. Nhưng mà tùy theo cái sự luân hồi của các vị đó. Và chúng ta biết rằng đối với Đức Phật á, thì ngài biết được cái sự luân hồi đó, nhìn chung vào đó thì do những cái phiền não của chúng sanh. Những cái phiền não đó mình biết được qua năm cái triền cái. Năm triền cái đó thì tham dục cái á, mình gọi là giống như một cái loại nước mà bị có màu. Nó có màu thì nó không còn là cái tính chất, cái thuộc tính của nước nữa, và nó bị pha màu đó, mình gọi giống như là một người sống mà gần như là quá thích thú, quá thích thú, quá đam mê ở trong cái cuộc sống này. Nên mình gọi là giống như bị tham, nó làm cho tâm bị ô nhiễm, giống như tâm nó bị một loại nước màu, một cái màu mà nó phủ hết. Mà thường thường mình hay gọi là người ta sống ở đời mà người ta nhìn đời bằng cái cặp mắt màu của ý kiến đó, nhìn cái gì nó cũng thấy hấp dẫn hết. Thì tham dục cái nó có cái tính chất như vậy. Bởi vì thường thường chúng ta biết rằng tham dục cái đó thì nói đến tất cả những cái tham mà nó sanh ở trong cái nội tâm của chúng ta. Từ cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay cảnh pháp. Mình nói chung như vậy vì thường quý vị biết am á, nó chưa sanh khởi, bây giờ nó sanh khởi. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái tịnh tướng, những tịnh tướng là cái tướng gì nó tốt đẹp. Và cái người mà thấy cái tịnh tướng đó, nó sẽ mang lại cái tham mà chưa sanh nó sanh khởi. Và tham đã sanh rồi nó tăng trưởng. Chính vì như vậy á, nên á,
một cái người thật sự đó muốn tu tập đó thì thấy được những cái tham đó nó cột trói chúng sanh, và chính cái tham đó đó được nói xuyên qua hay là được học xuyên qua những cái câu chuyện của các cái vị tỳ khưu hay là các cái người cư sĩ người đời, khi mà họ bị những cái tham chinh phục họ như vậy á, thì cái này đó thì chúng ta thấy rằng nó làm cho cái tâm chúng ta đó gặp những cái tịnh tướng, là cái tướng nó vừa với cái tâm của chúng ta. Tịnh tướng là mình gọi là cái gì, đẹp, đẹp, mình nhìn thấy một người đẹp hay là bông hoa đẹp hay là một cái cảnh đẹp hay là một cái vật gì đó mà mình gọi là khả ái, khả hỷ, khả lạc đó, hấp dẫn, mê ly. Thì cái cảnh đó có thể là cái cảnh thinh, khả ái, là cái âm thanh của tiếng nói, âm thanh của một cái loại nhạc cụ nào đó mà chúng ta đó ở trong đời, trong cái sự luân hồi chúng ta ưa thích. Bây giờ chúng ta nghe lại những cái âm thanh đó thì chúng ta lại thích thú. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái triền cái thứ nhất là cái tham dục cái. Vì tham nó làm tăng trưởng trong tâm thì chúng ta không có thể nào biểu hiện được cái gì mà tốt đẹp. Nên thường thường các quý vị tỳ khưu mà được Đức Phật ví dụ như là bụi mù hay là cờ xí hay là tiếng la hét rồi bị thương tích đó, thì chính qua những cái cách mà Đức Phật nói về người chiến sĩ đó, người chiến sĩ mà chỉ lâm trận đó, có nghĩa là chọn con đường tu đó, thì thường thường phải trải qua giống như một người chiến sĩ vậy. Nhưng mà cái khổ lụy nhất đó, chính là cái tham. Và chính cái tham đó, đó nó đã làm cho tất cả mọi loài, mọi người đó không có thể nào thoát khỏi, dù là cái loài từ loài thú đến loài người. Hễ mà chúng hữu tình có tâm đó, thì có tham ở trong tâm. Chính tham đó là cái cội nguồn của sự luân hồi. Và chính tham đó, đó là gọi là tập đế. Nên cái tham dục cái chúng ta cũng phải hiểu như là đó là cái tập đế. Đó là cái sự dẫn dắt trong cái sự luân hồi. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấy, nếu mà tham nó từ con mắt, từ tai, từ mũi, từ miệng, từ thân, từ tâm của chúng ta, nó không ngoài cái vấn đề đó. Có thể là nhiều khi chúng ta đã từng được thấy, đã nghe, từng ngửi, từng nếm, mà trong nhất dạ hiền giả có nói quá khứ không truy tầm đó. Bởi vì trong quá khứ đó, chúng ta đó là có được những cái sự tốt đẹp. Chúng ta thấy ở đời có rất là nhiều những cái vị đế vương, những vị vua chúa, những cái người trưởng giả mà khi tu tập đó, họ nhớ lại cái thuở còn là người cư sĩ, còn những cái dục lạc, còn những cái của cải tài sản, còn vợ đẹp con xinh đó. Chính cái điều đó nó làm cho chúng ta đó nhớ lại như vậy. Và khi mà chúng ta nhớ lại như vậy đó thì cái tâm chúng ta đã bị vọng móng. Và cái sự vọng móng đó, đó là do cái triền cái, đó là cái tham dục cái mà nó truy cầu những cái quá khứ, hoặc là nó hướng vọng đến tương lai hay là nó ngay cái hiện tại này. Thường thường thì chúng ta thấy đối với một cái người tu mà Đức Phật Ngài nói đó, Ngài nói đó có nghĩa là cho đến một cái người tu đã từ bỏ, chúng ta nghe rất là nhiều những câu chuyện của những cái người nam cư sĩ khi ở đời đó họ có của cải tài sản, là có cái này kia nọ, nhưng mà họ cũng bị cột trói trở lại nữa. Dù là họ từ bỏ nhưng cũng vẫn còn được bị cột trói trở lại. Vì cái từ bỏ đó một lúc nào đó do tâm họ đó nghe Phật pháp và họ muốn chọn cái con đường thoát ly luân hồi, nhưng mà khi họ đi tu đó thì họ lại cũng vẫn bị những cái điều đó. Nên chúng thấy như là những cái vị tỳ khưu như là ngày Đại Hắc, Tiểu Hắc á, một vị thì muốn nỗ lực tu tập, một người thì tu tập đó, nhưng mà thật sự là chưa có dứt khoát, chưa có dứt khoát cái cõi lòng của mình, nên vẫn còn bị quay trở lại đời sống người cư sĩ, cái đời sống mà thụ hưởng những cái dục lạc. Như vậy thì quý vị biết rằng một cái người cư sĩ đó, thì chúng ta cũng nghe Đức Phật nói rằng một người cư sĩ chấp nhận dục lạc và sống theo lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là chúng ta là một hành giả thì chúng ta vẫn thấy được cái tham dục cái đó là cái sự cột trói, mà cái sự cột trói đó đó nó rất là kinh khủng. Nhiều khi chúng ta nghe những câu chuyện Đức Bồ Tát ngày muốn xuất gia và ngày bị cột trói,
vì cái lòng luyến ái đó. Hay là chúng ta nghe câu chuyện mà vì một cái cuối cùng với nắm hạt cải, nắm hạt bí mà ngài xuất gia nhiều lần mà ngài không xuất gia được, cho đến khi ngài tự chế được, ngài quăng bỏ cái cuối cùng với cái nắm hạt bí đó để dứt dứt bỏ những cái tư tưởng còn dính mắc. Nên từ những cái việc nhỏ hay việc lớn đó, thì một cái người khi tu đó thì họ phải có cái tâm mà chánh niệm theo dõi. Thường thường cái chuyện nhỏ nó lây lan thành chuyện lớn. Nếu mà mình không giải quyết được đó thì nó sẽ từ từ nó sẽ bởi vì thường thường chúng ta được biết rằng cái sự ước muốn của chúng ta đó mà nó không có thuận theo pháp giải thoát đó thì đó là cái sự trở ngại. Thì thường thường thì chúng ta thấy rằng cho đến Đức Phật ngày dạy đó, một cái người thật tâm tu tập rồi đó thì phải suy xét mình mong muốn cái gì mà nó liên hệ đến những cái dục lạc, nó liên hệ đến những cái trần dục đó, nhất là cái tham dục. Vì thường thường chúng ta biết rằng một bữa ăn, một cái vật dụng đó, nó cũng đều là cái sự cột trói. Nên thường thường quý vị thấy trong cái bài kinh Chân Nhân và Phi Chân Nhân đó, một cái người hành trì giữ giới hay là tu tập đầu đà hay là tu thiền, nhưng mà với cái khen mình chê người đó, đó là điều là phi chân nhân. Và chính cái điều khen mình chê người đó là cái tham dục nó sanh khởi dưới cái hình thức này hay hình thức kia. Và những cái hình thức đó đó, một cái vị tu tập đó thì phải biết được cái nghĩa là mình ưa thích cái vật đó, và mình ưa thích cái hư danh đó, mình ưa thích được cái quyền lực, cái địa vị hay là cái chỗ ngồi trước. Cho đến khi mà mình suy nghĩ rằng mình muốn đi trước chư tăng, muốn là người nhận Phật thực trước, hoặc là muốn là người thuyết pháp, muốn là người đứng ở giáo giới năm để cư sĩ, thì cái điều đó ít nhiều nó cũng từ cái tâm tham mà chúng ta không có suy xét đó, thì nó sẽ dính mắc. Nên thường quý vị nghe những cái câu chuyện mà một cái người không có thấy được cái tham đó, như là câu chuyện của vị tỳ khưu đã bị cái cô thiếu nữ đó dụ lên từ ở ngoài cho đến vô nhà, từ nhà lầu 1 mà cho lên đến lên tới lầu 7, và cô dùng nhiều cách để cô khuấy rối vị này. Vị này mới suy nghĩ rằng thật sự ta bị tham cái lưỡi, tham vật thực mà ta đã bị rơi vào cái hoàn cảnh như thế này. Thì Đức Phật với tâm của mình biết được cái tâm của vị tỳ khưu đó, đã thấy được cái nguy hại rồi. Thì Đức Phật ngày đã thuyết giảng mà vị này quán, vị này đứng đắc chứng được đạo quả A-la-hán, và đã vượt qua được cái trận thư hùng giữa cái nội tâm và cái sự quyến rũ của cái người phụ nữ này. Như vậy thì quý vị biết rằng từ cái việc nhỏ đó, từ cái việc mà mình đi bác mà mình khởi lên cái tham đó, mình thấy một người mà cúng dường vật thực cho mình vừa lòng thôi, mình mong mỏi ngày mai sẽ có một người, sẽ gặp được cái người này, rồi người này sẽ cúng dường vật thực đó, loại thượng vị, cái loại mình ưa thích đó cho mình ăn. Thì nó cũng là những cái tham từ nhỏ nó nảy nở ra to khi mà mình không phát hiện được nó. Nhưng mà khi mình phát hiện được nó đó, mình mới thấy đó là cái tham. Cái tham này nó nhỏ như vậy nhưng mà nó cũng là tham. Và nếu mà cái tham này ở trong cái tư duy đó, gọi là dục tư duy đó, thì lâu ngày nó giống như là một cái ụ mối mà nó thường bốc khói, nó thường bốc khói. Một người suy tư như vậy đó thì thường Đức Phật ngày dùng cái từ gọi là làm mồi cho ác ma đó, bị ác ma làm cho mờ mắt, không có thấy đường. Thì chính vì cái ác ma này, chúng ta có thể hiểu đó là một loại phiền não ma, một loại phiền não ma. Và phiền não ma này đã chế ngự chúng ta ở trong cái sự luân hồi, và rất là khó để chúng ta vượt qua. Nhưng mà những người có trí đó, vì khéo tu tập niệm pháp, và biết được đây là năm cái triền cái, đây là cái tham dục cái. Và cái tham dục cái này đó, nó đã tăng trưởng. Ở đây á, thì chúng ta nghe về năm cái triền cái này được Đức Phật này nói đó. Có nghĩa là những cái tham dục chưa sanh bây giờ sanh, những cái tham dục đã sanh rồi đó, bực lớn mạnh. Hay là tham dục chưa sanh đó, nay sanh,
và nay được đoạn trừ, không còn tái diễn nữa. Thì muốn nói rằng một cái vị mà khi mà thấy được cái nguy hại của cái tham dục cái đó, vị này chứng đắc được đạo quả, nên cái tham dục cái này được đoạn trừ, tương lai không còn sanh khởi nữa. Còn nhiều khi chúng ta chỉ tu tập mà với cái tâm thiện thôi, tâm thiện, dục giới hợp trí, làm việc phavana là tu thiền đó, mình tu thiền niệm pháp, nhưng mà mình có cái tâm thiện á, thì không có cái tâm tham dục cái. Nhưng mà khi cái tâm thiện nó vắng mặt á, thì cái tâm tham nó có thể sanh khởi và nó có thể tấn công mình, nó có thể làm cho mình nhiệt não, vì cái lửa tham ở trong tâm của mình nó chưa có được trừ diệt. Như vậy á, thì cái tham dục cái là một cái tiền cái mà Đức Phật ngày dạy đó, nó giống như nước pha màu. Rồi chúng ta thường có một cái tiền cái thứ hai, đó là cái sân độc cái. Cái sân độc cái là cái tiền cái mà chúng ta không có vừa lòng đối với những cái chuyện mà chúng ta nhận. Như là quý vị nghe, trong bữa hôm chúng ta học trong Trung Bộ Kinh, thì khi mà mình đi sao, mình không được thuyết pháp, mà mình không có được chư tăng chỉ định, mình muốn được như vậy nhưng mà lại không được như vậy, nên những cái sự phẫn nộ đó nó sanh khởi. Và những cái sự phẫn nộ nó sanh khởi trong tâm chúng ta, nó từ ít tới nhiều. Chúng ta thấy như câu chuyện của tỳ khưu Kokalika mà quan trái quán thù với ngài Moggallana và ngài Sariputta đó, là mới đầu đó chỉ là những cái việc linh tinh nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tỳ khưu Kokalika đã không có thấy được cái sân độc cái, và để cái sân nó lớn mạnh ở trong tâm, cuối cùng dùng những cái lời nói mạ lị hai cái vị thánh đệ tử của Đức Phật là ngài Moggallana và ngài Sariputta. Cái sự sân hận đó đã chế ngự cái vị đó, dù Đức Phật ngài đã nhiều lần khuyên lên, dù là những vị phạm thiên hiện ra nói chớ có quan trái với những cái vị này, nhưng mà tỳ khưu Kokalika vẫn ôm ấp cái sự phẫn nộ hiềm hận trong lòng. Nên thường thường quý vị thấy rằng những cái sự phẫn nộ đó nó cũng lớn theo thời gian. Những cái sự phẫn nộ đó nó lớn theo thời gian, vì mình gặp những cái ý nghịch lòng. Thì chúng ta thấy như câu chuyện của Đức Bồ Tát và Tôn giả Devadatta trong quá khứ, câu chuyện mà luân hồi và cái câu chuyện kết quan đầu tiên đó là từ hai cái người buôn đồ cổ. Một cái người thật thà với cái món đồ cổ mâm vàng, còn một người muốn chiếm đoạt. Và một người thật thà thì mua được cái mâm vàng đó, mà chính là Đức Bồ Tát. Thì cái người mà gian dối muốn chiếm hữu cái mâm vàng với số tiền ít ỏi bỏ ra đó, đó là cái người thương buôn tiền thân của Tôn giả Devadatta. Và mất đi cái lợi tức đó đó, mà hai cái người buôn bán cái đồ cổ đó đã quan trái quán thù với nhau, đó là Tôn giả Devadatta quán thù Đức Bồ Tát của chúng ta trong cái kiếp đó. Và cái sự quán thù đó nó tăng theo cái sự luân hồi thời gian, nên Đức Phật ngài nói trong kinh Bổn Sanh đó, ngài nói rằng Tôn giả Devadatta đó là nhiều kiếp mà do cái quán thù đó mà có thể sanh trở lại gặp Đức Bồ Tát. Có những kiếp ngài làm con của Đức Vua, mà Đức Vua đó chính là Devadatta đã tự chặt tay chặt chân con của mình với những cái chuyện không có đâu vào đâu hết. Khi mà thấy hoàng hậu thương yêu hoàng nhi, mà Đức Vua đã phẫn nộ, đã chặt tay chặt chân con của mình. Thì quý vị thấy ở đời có nhiều cái chuyện mà mình nghĩ tại sao cái người đó lại ác như vậy, người đó tại sao lại giết con của mình, chặt tay chặt chân con của mình như vậy. Nhưng mà chúng ta hãy hiểu rằng cái đó là cái sự phẫn nộ, đó là một cái sân độc cái, và nó đã ngâm tẩm chúng sanh đó ở trong cái dòng luân hồi dài. Và những cái quan trái quan thù đó nó quay trở lại ở trong mỗi kiếp sống khi mà chúng ta gặp mặt với nhau, và chúng ta những việc trái ý nghịch lòng và chúng ta không biết được cái đó là sân độc cái. Như vậy thì chúng ta thấy cái sân độc cái là Đức Phật ngày thường nói đó, đối với một cái người có phản ứng thuận là tham dục cái, mà nghịch đó là sân độc cái. Nghịch là khi mình nghe một cái chủ trương đường lối, hay là một cái quảng cáo, một cái gì ở đời này họ nói lên và tai mình nghe đó thì mình phẫn nộ,
mình phẫn nộ, phẫn nộ mình không đồng ý về cái hoạch định hay là một cái đường lối hay là một cái cách người đó trình bày, mình không có vừa lòng. Chính cái không vừa lòng đó là cái phẫn nộ, mà đó là cái sân độc cái. Vì khi thường thường chúng ta biết rằng sân nó không phải tự nhiên, sân nó ở trong tâm chúng ta, nó do cái điều kiện của nhĩ căn nghe cảnh thinh hoặc là nhãn căn bắt cảnh sắc mà mình khởi lên cái phẫn nộ. Thường thì nếu mình biết được thì mình thấy vô ký trở bất thiện bằng cảnh duyên, có nghĩa là những cái tâm nhãn thức nhĩ thức nó chỉ là tiếp thu quan sát thôi, nó chỉ là những cái tâm vô nhân thôi, nhưng mà sau đó thì nó có động lực bất thiện, đó là động lực sân. Như vậy thường thường mình học trong cảnh duyên đó, thì vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên, vô ký hoặc là bất thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Mình trước đó là cái tâm bất thiện, sau đó cái tâm bất thiện hiềm phận nó vẫn tiếp tục tăng trưởng chứ nó không có gián đoạn. Nên thường thì Đức Phật nói như vậy đó, để chúng ta thấy rằng những cái sân sân đó nó không phải là ở ngoài mà nó chính là trong nội tâm chúng ta. Bởi vì sân sân lâu thành nết, mình giận hờn lâu nó trở thành cái nết, và những cái điều đó nó trở thành người ta hay nói rằng cái tật lớn hơn cái tuổi. Cái tật là cái nghĩa là cái tật là những cái thói hư của chúng ta nó nhiều hơn cái tuổi. Cái tuổi đời thì có thể là 5-3 tuổi, chúng ta thấy những có những đứa bé nó 5-3 tuổi nhưng mà nó rất là sân hận. Chúng tôi có gặp một cái anh đó, anh đó ảnh có đứa con mà khi mà ảnh la rầy con ảnh không vừa lòng nữa thì tự lấy dao đâm vào người của mình, tự đâm vào một người của mình như vậy, đến nỗi người cha không có dám nói đứa con đó, dù đứa con đó mới có 5-6 tuổi thôi quý vị. Như vậy á, thì chúng ta nhìn vào, nếu mà chúng ta là người học Phật pháp á, thì chúng ta nhìn vào những người như vậy á, chúng ta biết họ rất là sân, rất là sân. Chúng ta thấy như là ngài Kassapa, ngài có người đệ tử đó, ngài dạy cái người đệ tử đó, nhưng mà người đệ tử đó từ cái chuyện nhỏ đó hiềm hận trở thành cái chuyện lớn, từ cái việc mà người ta cúng dường vật thực để gửi cho ngài Kassapa thì vị này ăn ăn luôn cái vật thực đó, và ngài gặp những người thí chủ, những người thí chủ hỏi ngài thì ngài về ngài quở trách cái vị đó tại sao lại không có thật thà, thì đó lại trở thành hiềm hận vị thầy của mình. Đốt và đốt cốc của ngài và đập lu đập hũ nước hết rồi bỏ đi. Thì chúng ta thấy rằng những cái sự sân hận đó nó có trong tâm bất luận là người nào, nhưng mà người đó có biết suy nghĩ hay không. Nên nhiều khi chúng ta thấy ở đời có những người đó họ hại những cái người giúp họ, họ hại những người giúp họ. Vì sao vậy? Thường thường á, những cái người giúp họ hay là cái người nuôi dưỡng họ đó mà họ muốn cái điều đó mà không được. Nên thường thường quý vị thấy ở đời cái người từ người thân nó trở thành người thù rất là mau. Khi mà họ muốn cái đó đó mà mình không cho họ hoặc là không đồng ý với họ đó, dù là cha mẹ họ cũng nguyền rủa cho gặp tai nạn mà chết, hoặc là gặp chuyện bất trắc mà chết, vì lúc đó họ hận thù trong tâm vì họ muốn cái đó mà cha mẹ không có đáp ứng cho họ. Nên thường thường quý vị thấy rất là nhiều những chuyện mà con cái muốn cái chuyện đó mà cha mẹ không có đáp ứng cái điều đó, nên nó có con cái nó sẽ rất là nhiều những cái chuyện mà làm cho mình buồn. Bữa hôm trước chúng tôi có nghe một cái câu chuyện mà chúng tôi nghe rồi chúng tôi cũng bị sốc. Có một cái người con đó xin tiền người cha mà người cha không chịu cho vì cho nhiều lần trước rồi. Thì cuối cùng đứa con giận, nó nổi sân lên, nó đã tự chế xăng vào người nó tự bật lửa nó và nó tự thiêu nó chết trước mặt cha của mình. Như vậy quý vị thấy rằng cái sân là muốn cái sự hủy hoại. Quỷ hoại có nhiều khi là quỷ hoại cái đối tượng hoặc là tự quỷ hoại mình. Nên thường thường quý vị thấy cái người họ sân hận quá đó, họ cũng tự giận mà họ chết. Họ hủy diệt cái bản thân của họ, hoặc là họ hủy diệt cái đối tượng khi mà họ không có được vừa lòng đối với cái trần cảnh. Và thường thường cái trần cảnh đó là những cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Và những cảnh đó nó thường ở trong các cái giác quan của chúng ta. Và những cái cảnh đó nó đã duyên cho những cái gọi là cái đối ngại tướng, là cái tướng không vừa lòng, cái tướng cái nghĩa là cái đối tượng, cái đối tượng nó không vừa lòng với cái tâm của chúng ta. Nên khi không vừa lòng chúng ta khởi lên cái tâm sân.
Như vậy khi mà cái sân á, nó chưa sanh, nó đã sanh, à, hay là nó đã sanh rồi bây giờ nó lớn mạnh, à, có nghĩa là cho những người họ sanh lên á, họ có những cái lời nói, à, nhưng mà cái lời nói đó tới mức độ nào đó họ phát hiện được mình sân hận, mình đã có những cái lời nói bất kính, bất tôn như vậy, bây giờ mình hãy nên chế ngự cái lời nói này. Vì thường thường chúng ta biết rằng cái tâm sân á, nó sẽ làm cho thân biểu tri và khẩu biểu tri của chúng ta đó. Khẩu biểu tri là chúng ta có những lời mắng chửi, những cái lời nguyền rủa, thân chúng ta đó dùng cái cách hành hạ, đánh đập, mà giết hại, tra tấn chúng sanh đó bằng cái cách này cách kia. Như vậy á, thì cái sân độc cái á, được ví dụ như là nước mà nó sôi, quý vị. Nước mà nó bị sôi lên á, nó, thường thường chúng ta thấy cái nhiệt độ nắng, những cái hồ nước nó bốc, nó sôi tim lên á, thì cũng không thấy được cái đáy nước. Khi mà nước nó nóng, nó sôi lên như vậy thì cái hồ đó mình không thấy được cái đáy. Nước Phật ngày thường ví dụ như một cái hồ nước mà nó bị ngăn ngại do cái sân độc cái đó, thì mình sẽ thấy được những con cá, những hòn sản, hòn sỏi dưới đáy hồ. Lúc bấy giờ nước nó sôi bọt đó, thì mình cũng không thấy như vậy. Do cái tâm sân mình á, mình không thấy được cái sự thanh tịnh ở thiền định. Thường thường thì quý vị biết tham dục cái á, là do nó làm mất chi định. Rồi sân độc cái đó, thì nó làm mất chi hỷ. Có nghĩa là mình không còn cái sự vui. Một cái người bị sân á, thì họ không thể nào cười được. Chính vì như vậy đó, nên cái sân độc cái á, nó hủy hại cái chi hỷ. Và con người của mình thì không có những cái sự vui. Như vậy thì cái sân một cái trạng thái mà hủy hoại đối tượng phẫn nộ với những cái cảnh mà mình tiếp xúc, từ cảnh sắc là mắt mình thấy mình khó chịu, hoặc là từ tai mình nghe mình khó chịu, hoặc là mũi mình ngửi những cái mùi không có vừa lòng mình khó chịu, hoặc là miệng mình nếm cái loại vật thực mà không vừa lòng mình khởi lên cái sự phẫn nộ. Thân mình xúc chạm những cái vật không vừa lòng, hoặc là tâm mình suy nghĩ rồi mình thấy cái sự bực bội, cái sự khó chịu. Như vậy thì cái sân độc cái đó là một cái triền cái thứ hai. Và như vậy thì cái triền cái thứ hai này đó, mình muốn mà tu tập để biết được cái sân nào nó đã sanh và nó đang sanh, chưa sanh nó đã sanh và nay nó sanh nó đã lớn mạnh, thì mình cũng biết cách để mình hạn chế nó. Mình tu tập cái tâm từ, hoặc là cái tâm từ bi, thương tưởng chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sân nó chưa sanh, nó đã sanh khởi, và sân đã sanh nay được đoạn diệt. Là muốn nói đến cái sự tu tập mà cái người đó đắc chứng được đạo quả. Bởi thường thường một cái người mà tu tập niệm pháp đó, thì họ phải coi được cái tâm của mình, đó là cái tâm thiện, hợp trí để chế ngự cái tâm sân. Nó chỉ là tâm thiền hợp trí thôi, chứ không phải tâm thiền. Nếu mà tâm thiền chế ngự cái tâm sân á, thì do chi hỷ mình đạt được cái sơ thiền, nó có chi hỷ nó chế ngự được cái sân của mình. Một người không dễ sân, nhưng mà không phải là hết sân. Không dễ sân có nghĩa là chấp cách gì cũng có sân, nhưng mà phải chưa phải là người hết sân. Khi họ chứng thiền đó, thì trừ khi nào cái tâm thiền nó quại đi đó, thì cái sân độc cái nó mới sanh khởi. Chứ còn cái tâm thiền còn đó, thì cái sân độc cái nó không có sanh khởi. Nên mới gọi là dù mình có chọc đó, thì người đó cũng khó nổi sân lên. Người đó có cái tâm định của thiền. Còn khi mà nói rằng tương lai không sanh khởi nữa đó, thì phải nói đến một cái đạo quả đã sanh khởi cho vị này. Và vị này không bao giờ còn sanh nữa. Và chính Đức Phật ngày đã dạy đó, một cái người mà tu tập đó thì quán xét cái khổ địa ngục, mà như là cái câu chuyện đạo sĩ Khanh Tý Qua Đi đó, tu tập cái hạnh nhẫn nại đó, dù người ta có hành hạ đánh đập, có chặt tay chặt chân đó, thì mình cũng không có sân hận, vì nghĩ rằng mình sân hận đó mình sẽ rơi vào địa ngục. Người ta làm cho mình sân đó, mình sân đó là người ta vui mừng vì mình đã nổi sân lên như vậy đó, mình đã làm cái việc ác, và cái việc ác đó nhất định mình phải chịu hậu quả đau khổ lâu dài. Và chính vì như vậy đó là cái cách mà Đức Phật ngày đã dạy một cái người sống niệm pháp và thấy được cái sự sân khởi, cái sự sân khởi ở trong tâm của mình.
Rồi chúng ta tới cái thi nam bích thí, bích tháng là hôn cái, mình gọi chung là hôn trầm thủy miên. Thường thường thì học trong vi diệu pháp đó, thì hai cái tâm sở hôn thủy đó nó hợp với năm cái tâm tham hữu trợ. Có nghĩa là khi nào đó mà cái tâm tham hữu trợ đó, có nghĩa là mình thích nhưng mà do cái tác động thân trợ, khẩu trợ, ý trợ của người khác đó thì mình thích như vậy, nhưng mà nó dễ sanh lên cái sự hôn trầm thủy miên. Còn khi mà cái tâm vô trợ là cái tâm mạnh hơn đó thì nó lại không có hợp với cái hôn trầm thủy miên này, nên mới nói rằng hôn trầm thủy miên nó sanh trong năm tâm bất thiện hữu trợ là như vậy. Như vậy thì khi mà hôn trầm thủy miên là hạn chế tâm và hạn chế thân của chúng ta. Cái thân chúng ta nó lừ đừ và cái tâm chúng ta nó bị hạn chế, nghĩa là nó cái lỗ tâm của chúng ta đó, nó làm như nó lui sụp và nó làm cho mình muốn buồn ngủ vậy đó. Buồn ngủ, mình không muốn suy nghĩ cái gì hết. Thường thường quý vị biết rằng cái hôn trầm thị miên cái đó, khi mà mình tu tập đó mà mình bị lờ mờ, mình ngồi đó mình bị gục gặt á, thì cái sự lờ mờ đó nó không còn sáng suốt nữa để theo dõi cái tâm quán niệm xứ. Nên cái người đó khi mà thấy được cái trạng thái cái tâm của mình nó lờ mờ như vậy, thì mình biết rằng cái hôn trầm thị miên cái nó chưa sanh, nay đã sanh, và sanh rồi đó nó có thể tồn tại. Mình khi mình ngồi như vậy đó, quý vị thấy như là tôn giả Mốc Lá Ná, khi mà ngài ở trong cái hang ngài tu đó, thì ngài bị hôn trầm thị miên rất là nặng và phải có cái sự hỗ trợ giúp đỡ của Đức Phật, và ngài mới vượt qua được cái hôn trầm thị miên cái. Như vậy thì quý vị biết rằng cái hôn trầm thị miên cái đó, nên quý vị nghe giữa câu chuyện những vị tỳ khưu ngồi tu như vậy rồi bị hôn trầm thị miên đó, buồn ngủ giả dược kỳ cọp nó tới, nó ăn thịt mình, nó tha mình đi. Thì như vậy nên quý vị thấy hôn trầm thị miên cái đó, nó làm cho cái thân của mình đó, và cái tâm của mình nó không cảnh tỉnh nữa. Có nghĩa là cái tâm của mình lui sụp mà cái thân của mình nó ngồi nó bị mờ, lờ mờ, cái tâm mình lờ mờ mà cái thân mình nó cứ gục gặt, nó muốn nằm xuống ngủ mà thôi. Như vậy á, thì cái sự mà mình ăn uống nhiều đó, cũng là cái điều mà làm cho cái người bị hôn trầm thị miên. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mập á, thì họ thích ăn nhiều, thích ngủ nhiều, thích nằm nhiều, họ làm biếng vận động. Nên khi một cái người mà họ mập quá đó mà họ còn thích ăn nhiều đó, họ sẽ thích nằm nhiều và họ sẽ thích ngủ nhiều. Nên cái sự hôn trầm thị miên đó là đối với cái người mà không có, bởi vì thường thường ở đời ta nói câu là căng da bụng dùng da mắt nha, mình hãy ăn nhiều đó thì mình sẽ rất là dễ bị hôn trầm thị miên cái. Nên thường thường một cái người mà có tu tập mà pháp quán đó thì luôn luôn họ cũng theo dõi cái vật thực, theo dõi cái vật thực ăn như thế nào đó vừa chừng để mình bớt hôn trầm thị miên. Còn nếu mà mình không có suy xét cho kỹ đó, mình sẽ bị hôn trầm thị miên. Nên thường thường quý vị nghe câu chuyện vua Sena Đí đó, do ăn vật thực nhiều mà vua bị buồn ngủ đó, vua muốn đi vào gặp được Phật nhưng mà vua tham nhận cái sự buồn ngủ đó, một cái nội tâm mà muốn chế ngự cái nội tâm hôn trầm thị miên đó, là vua phải đổ mồ hôi ra và Đức Phật ngài biết vua do ăn nhiều quá mà vua bị hôn trầm. Nên Đức Phật ngài mới dạy cho Đức Vua đó hạn chế bớt cái sự ăn của mình. Và khi mà hãy bớt cái sự ăn đó thì cái thân của Đức Vua nó thành gọn gàng và Đức Vua có một cái sức khỏe, có một cái cảm giác, một đời sống có nghĩa là có những cái hay, những cái tốt. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái hôn trầm thị miên cái đó là cái sự buồn ngủ. Nên cái sự buồn ngủ đó nó làm cho mình lười biếng và mình sẽ không có tiến bộ được. Nên thường thường quý vị biết một cái người mà hôn trầm thị miên cái đó thì nó hạn chế cái chi tầm. Tầm là cái tâm mình hướng đến cái đối tượng, bây giờ không có hướng đến đối tượng được. Nên khi một người mà có chi tầm đó là người đó dán cái tâm mình vào cái đối tượng được. Thí dụ mình tu về pháp quán niệm xứ đó, thì mình dán cái tâm mình vào các cái pháp mà nó có sanh khởi, không sanh khởi, hoặc là đã sanh khởi hoặc là chưa sanh khởi, mình biết được rõ ràng như vậy, mình dán vào. Nhưng mà khi bị hôn trầm thị miên cái đó thì mình lờ mờ, mình không có dán cái tâm mình vào trong cái đề mục đó được nữa. Nên một người tu tập như đề mục đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng đó, mà không còn dán cái tâm vào đề mục đó nữa, mình gọi là không có chi tầm, thì mình bị hôn trầm thị miên cái đó là mạnh mẽ lắm.
Rồi chúng ta đó, thấy được cái hôn trầm miên cái đó, nó là một cái trạng thái làm cho cái tâm mình giả dược, lười biếng. Thì cái trạng thái của cái sự này đó, nó giống như là nước mà nó bị trong riêu vậy. Nước bị trong riêu. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy, có nghĩa là một cái người mà muốn diệt trừ cái hôn trầm thị miên cái đó, người đó phải ăn uống, phải tỉnh giác, và phải thường tu tập hướng tâm định, để cho cái chánh niệm nó mạnh mẽ lên và dán tâm được ở trong cái đối tượng đó, thì sẽ bớt cái hôn trầm thị miên cái từ từ. Và ở trong cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta biết rằng một cái người tu tập quán pháp đó, thấy được hôn trầm thị miên cái chưa sanh hay đã sanh, có nghĩa là bây giờ mình buồn ngủ và nó sanh khởi, nó lớn mạnh, hay là nó sanh khởi rồi nó không có lớn mạnh, hoặc là hôn trầm thị miên cái đó là sanh rồi không sanh khởi nữa, có nghĩa là đã đoạn trừ được bằng cái tâm đạo, có nghĩa là hôn trầm thị miên cái đó, nó sẽ không còn với cái người mà tu tập đắc định hoặc là đắc được đạo quả. Thì cái sự hôn thủy đó, cái sự mà làm cho tâm mình nó mê mờ, nó sẽ được đoạn trừ. Rồi giờ chúng ta tiếp tới là cái tạo hối cái. Cái tạo hối cái là cái tâm mà mình ngồi mình nhớ chuyện này kia nọ đó, thì cái tâm mình không có lạc, quý vị. Khi một người mà có lạc đó, là nó đối trị được cái tạo hối cái. Bởi vì một cái người tu mà ta gọi là mình tu mà mình không thích tu á, cái tu mà cái người đời sống tu mà không thích tu, như vậy thì chúng ta bị người ta gọi là không thích tu, là mình hướng ngoại, không hướng nội nữa. Còn một cái người mà họ tu mà họ thích tu đó, là cái tâm mình hướng nội, có nghĩa là mình có sự lạc trong đó, mình có cái sự an lạc ở trong cái sự tu tập của mình đó. Mình gọi là cái người đó hướng vào cái đối tượng. Nên khi một cái người mà họ có cái tạo hối cái đó, là họ cái tâm họ bị dao động. Và chúng ta thấy như câu chuyện Tôn giả Nanh Đà lúc mà làm lễ đăng quang nhập điện và thành hôn đó, mà Đức Thế Tôn ngày độ cho đi xuất gia. Và khi xuất gia như vậy thì lúc nào cái tâm tư của Tôn Nanh Đà cũng đều nhớ đến cái vị hôn thê của mình, nhớ tới cái ngai vàng của mình. Và vị này tỏ bày cái sự bất lực, muốn trở về cái đời sống. Và Đức Phật ngày đã dẫn Tôn giả Nanh Đà lên trên cõi trời và cho thấy những cái cảnh huy hoàng trên cõi trời, và nói với Tôn giả Nanh Đà nếu thực hành phạm hạnh thì sẽ được như vậy. Nhưng mà Tôn giả Nanh Đà là một cái người bị dao động, nhưng mà cũng là một cái người được Đức Phật ngày cho biết rằng cái sự dao động đó, nhưng mà ngài cũng tự khắc chế được, nên ngài trở thành vị A-la-hán đệ nhất về thu thúc lục căn. Lục căn là nghĩa là nhãn căn đối với cảnh sắc. Và một cái sắc khả ái là một vị hôn thê của mình, hoặc là cõi trời những nàng thiên nữ khả ái bị những cái điều đó chi phối tâm, nhưng mà ngài cũng có thể tự mình trừ được những cái phiền não này, nên trở thành vị đệ nhất về thu xúc lục căn là như vậy. Bởi chúng ta có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, và bị chế phục bớt cái trần bởi những cái trần cảnh nó thu hút cái tâm của mình. Và cái tạo hối cái là những cái gì mà mình nhớ đến những cái tâm tư, mình nhớ đến cảnh sắc, thinh khí, vị, pháp, những cái cảnh dục và những cái cảnh hấp dẫn lôi kéo cái tâm của mình, và mình đã bị lôi kéo và mình không thấy được. Nên bình thường một cái người tu tập pháp quán niệm xứ đó, niệm về năm triền cái đó, nhất là cái tạo hối cái đó, mình coi mình tu tập có định tĩnh không. Nếu mình không có cái chi lạc đó, là không có ưa thích trong cái sự tu thiền đó, thì mình đã bị trạo hối rồi. Trạo hối này chưa sanh bây giờ sanh, hay là trạo hối này đã sanh đã lớn mạnh, hay là trạo hối này đã sanh đã được đoạn tận. Có nghĩa là người đó thấy được cái nguy hại của cái tâm phóng dật, và vị này đã đoạn trừ được cái tâm phóng dật đó bằng đạo quả, cái nghĩa là đắc chứng được thánh đạo thánh quả và không còn cái trạo hối nữa. Như vậy á, thì cái trạo hối là một cái sự trở ngại cho cái chi lạc. Như vậy thì chúng ta biết được cái tạo hối cái. Rồi hoài nghi cái, quý chí kích xá là cái sự phân vân lưỡng lự. Bởi khi một cái người mà tu tập đó,
Và tu tập mình có cái tâm phân vân vững lự đó, là mình không có dứt khoát trong cái sự tu tập. Mình không có dứt khoát, mình suy nghĩ, mình bị cái tâm mình bị chi phối, mình nghi ngờ những cái pháp mà giác ngộ giải thoát này, hoặc là nghi ngờ về cái thời kỳ như thời này không còn vị A La Hán và thời này không thể đắc đạo quả. Đó thì cũng là cái sự nghi ngờ, vì cái sự nghi ngờ của mình đó, nó sẽ làm cho mình hạn chế cái sự nỗ lực, mình thiếu cái sự quyết định, quyết đoán đối với Tam Bảo hay đối với cái sự tu tập của mình. Mình cũng không có dứt khoát với cái tâm mà thường. Thì quý vị biết rằng cái hoài nghi cái này là một cái trạng thái tâm nó không có phù hợp với cái một cái trạng thái tinh cần tinh tấn, hay là mình gọi là thắng giải đó. Thắng giải là một cái sự dứt khoát, còn cái hoài nghi này là cái sự phân vân lưỡng lự. Như vậy thì khi mà chúng ta là một cái người tu tập đó, mà cái tâm của mình phân vân lưỡng lự được, ví dụ như một người đứng ở giữa ngã ba đường, mình không biết đi bên này hay là không biết đi bên kia, một cái trạng thái phân vân lưỡng lự như vậy đó, là không biết mình phải bước hướng này hay là hướng bên này, mình cứ ngờ vực hoài như vậy đó, thì cái tâm của mình đó, nó đã bị cái hoài nghi cái đó, được ví dụ như là nước pha bùn. Pha bùn thì thường thường quý vị biết rằng bùn nó sẽ làm mất tính chất của nước trong. Thì khi một người hoài nghi Tam Bảo, hoài nghi nhân quả, hoài nghi sự luân hồi, ví dụ Đức Phật nói rằng tập đế là lòng tham dẫn đến cái sự tái sanh trong các cảnh giới, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Và chúng ta cũng nghi ngờ về vấn đề tái sanh, thai sanh, loạn sanh, thấp sanh, quả sanh. Cái nghĩa là con người mình chết rồi đó, mình quá sanh chứ không phải thai sanh. Bởi vì mình sanh làm ma quỷ là chư thiên là quá sanh chứ không phải do cha mẹ nào sanh ra ở cõi trời, do cha mẹ trời sanh ra là cõi ngã quỷ, do ngã quỷ sanh ra mình ra, mà tự mình hình thành do cái sự quá sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói rằng mình hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp mà được Đức Phật thuyết giảng, hoài nghi chư tăng tu hành có những thần thông thắng trí, có những cái năng lực đặc biệt, thì chúng ta cũng nghi ngờ không biết có hay không. Thì cái đó là một cái sự nghi ngờ, cái sự hoài nghi này đó làm cho mình không có lòng tịnh tín đối với Tăng Bảo hay là Phật Bảo hay Pháp Bảo, hay là chúng ta không có tịnh tín với cái tinh thần nhân quả, mình nghi ngờ cái vấn đề mà trổ quả, vui quả khổ, hoặc là pháp đen pháp trắng, mình nghi ngờ như vậy. Thì như vậy nên khi mà sự nghi ngờ như vậy đó thì mình không có dứt khoát được, cái tâm mình không bị dứt khoát. Và chính cái sự nghi hoặc đó nó chi phối tâm mình. Và một cái trạng thái tâm mà như nó bị bùng á, nước giống như bị trộn với bùng á, thì nó không thể nào mà thấy được cái đáy hồ, hoặc là thấy những con cá, những hòn sạn, hòn sỏi. Một cái người mà khi bị nghi ngờ đó thì không thể nào chứng đắc những cái pháp thượng nhân, những cái pháp mà của bậc thánh, không thể nào đắc chứng được. Người đó còn khó tái sanh. Và khi mà do cái thường cận y duyên hay do cái thói quen cứ nghi ngờ phân vân lưỡng lự, đó là một cái sự trở ngại trong cuộc đời để cho chúng ta cái sự tái sanh, hay là cho chúng ta cái sự tu tập thành đạt được những cái thắng trí. Thì chính cái sự hoài nghi đó là một cái sự cản trở. Một cái người hoài nghi đó giống như mình, giờ mình học Phật Pháp mình cũng nghi ngờ, không biết mình học vậy thì mình mốt mình có tu được hay không, mình học như vậy để làm duyên tái sanh làm người tâm nhân có đúng hay không. Thì cái sự nghi ngờ, nếu phải có nghi ngờ ở đâu á, thì làm hạn chế cái vấn đề đó, nó làm cho khó thành tựu được sự tái sanh làm người tâm nhân, hoặc là trở thành người có một cái đức tin mạnh mẽ về Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, có sự dứt khoát trong cái sự thanh tịnh trong nội tâm của mình đối với Phật Pháp Tăng, đối với nhân quả. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng cái sự hoài nghi đó là một cái sự trở ngại. Như vậy nói chung thì năm cái tiền cái này đó là cái sự trở ngại cho cái nội tâm tu tập của chúng ta. Dù là tham dục cái đó nó cũng mong vọng, nên trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả có dạy đó: quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Như vậy thì Đức Phật này cũng dạy đó, mình phải có chấp thủ thì mình có dao động. Mình hãy chấp thủ cái gì mình bị dao động cái đó. Mình hãy có dao động thì không có khinh an, không có khinh an thì có hy cầu, có mong mỏi, có hy cầu thì có khứ có lai,
có nghĩa là có đời này có đời sau, có nghĩa là có luân hồi hai đời. Như vậy thì nhìn chung vào đó, năm cái tiền cái này đó là một cái sự trở ngại, làm cho trở ngại chứng đắc được đạo quả, từ tu đồ quần tới a la hán đạo quả. Như vậy thì một cái người mà muốn chứng đắc được nội tâm thanh tịnh trong sạch, như là trong cái tăng chi bộ kinh mà Đức Phật gọi là phẩm đặt tâm mà đặt đúng hướng đó, nó có thể trục thuật chọc thủng được. Một người mà tu tập đó mà có thể chọc thủng được vô minh, dứt trừ ngày hôm nay. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi trở lại đạo tràng điều họp, và con kính dâng mít đến sư ạ. Cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được chưa thưa Phật? Dạ. Xin thưa thưa tọa Pháp Tăng. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến năm pháp truyền cái này là năm pháp căn ngại, thì một ở trong những điều đầu tiên mà chúng ta phải nhận ra, cái chướng ngại lớn nhất ở trong cuộc sống tu tập là nó đến từ bản thân của chúng ta. Và nếu ai mà nhận ra được điều đó thì người đó bắt đầu có được một cái nhìn nghiêm túc ở trong cuộc sống của mình. Mà thì tòa Tuệ Siêu không biết thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan nghị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thượng tọa Pháp Tăng ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Thượng tọa Pháp Tăng, chúng ta thường nghĩ rằng những cái chướng ngại, những cái ngăn ngại trong đời sống nó đến từ ở bên ngoài. Ví dụ cái chùa mà chúng ta ở, ví dụ như là tiền bạc, hay là những phương tiện mà mình có, hoặc là thời tiết nóng lạnh. Nhưng mà với người tu tập thì năm pháp này, tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối và hoài nghi đó, nó là những cái chướng ngại lớn trong cuộc sống của mình.
Như vậy muốn hỏi thượng tọa pháp tân là bây giờ ví dụ như khi mà chúng ta nhận ra rằng bản thân của mình có những cái chướng ngại, cái chướng ngại từ ở trung tâm của mình, thì việc mà chúng ta nên làm để làm sao mà con đường mình đi bớt đi những chướng ngại nó được hành thông hơn, thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính, lễ Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì thường là người ta làm cái việc gì đó thì nói rằng mình bị cái những cái sự trở ngại hay thử thách chướng ngại từ bên ngoài. Đối với cái người tu của mình thì rõ ràng là nó có cái sự trở ngại từ ở năm pháp truyền cái. Bởi vì nếu mà nó không có năm pháp này nó ngăn che đó, trở ngại cho mình thì có lẽ là mình cũng được giác ngộ, cũng được an lạc rất là nhiều rồi. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng năm pháp này từ ở cái tham dục, sân độc, trạo cử, hôn trầm rồi hoài nghi đó, thì những cái này là những cái pháp chướng ngại thử thách ở trong nội tâm của một vị hành giả rất là nhiều. Một người mà tu Phật để mà giác ngộ thì có nhiều cái thiện pháp khác nhau, nhưng mà cái việc mà để mà trau dồi cái nội tâm của mình để mà lắng dịu đi, hoặc là không còn bị những cái pháp chướng ngại này nó che ngăn nữa đó, thì cái điều đó chúng ta cần có để mà cái nội tâm nó thật sự là để làm cho cái nội tâm được an lạc hơn đó, và nhờ không có năm cái pháp này. Nhưng mà bây giờ nói rằng quý vị thấy rằng hàng ngày đó thì thường thường là chúng ta thường bị chi phối bởi năm cái pháp truyền cái này rất là nhiều. Như là đời sống hàng ngày đó thì mình biết rằng mình làm những cái việc gì mà mình mệt nhọc, hay là thậm chí có khi đó là cũng không phải là mệt nhọc gì, nhưng mà cái mà làm cho chúng ta mệt mỏi, giả dự, buồn ngủ đó, thì những cái điều đó nó là cái nhu cầu cần thiết của cơ thể. Nhưng mà chính vì mình buồn ngủ, mình giả dự, rồi mình do mình khi mà mình bị hôn trầm như vậy đó, thì mình lười suy nghĩ, suy luận về lời dạy của Đức Phật, suy luận về những điều mình cần suy luận ở trong Phật Pháp, thì nó làm chướng ngại cho mình, chướng ngại cho cái nội tâm của mình, không có mình không có thể định tĩnh được. Thí dụ như bây giờ mình ngồi thiền mà bây giờ tự nhiên nó buồn ngủ, hay là nó không rõ được, thì làm sao mình định tĩnh được để mà mình theo dõi cái nội tâm của mình. Mặc dù lúc bấy giờ hôn trầm á, thì nó lại đi vào cái sự làm cho cái tâm của mình không có nghĩ ngợi về những cái cảnh xung quanh mình nữa, nhưng mà nó đi vào cái trạng thái ở nội tâm nó giả dự, nó mệt mỏi, nó không có muốn suy nghĩ gì nữa, thì cái vị hành giả đó cũng không thể nào có cái sự định tĩnh. Cho nên cái người tu á, thì rõ ràng cái việc hành thiền, cái việc mà trau dồi nội tâm thì mình là cái pháp chủ đạo để mà mình thực hành đi đến cái sự an tịnh nội tâm. Bởi vì mình muốn an tịnh nội tâm thì mình cần có cái trau dồi bằng phương pháp thiền định. Thiền định, nếu mà mình không không có hành thiền thì mình cũng khó bao giờ có được một cái an tịnh về nội tâm.
Tuy nhiên thì mình cần có những cái pháp khác hỗ trợ. Ví dụ như mình thấy rằng là cái việc mà mình bố thí, cái việc mà mình trì giới là cái việc cần, rồi cái việc mà mình phục vụ mình cũng cần, mình đã làm những việc đó. Nhưng mà khi những cái lúc nào mà chúng ta cần thiết thì chúng ta cũng dành cái thời gian để chúng ta trau dồi cái nội tâm đó, cái nội tâm của mình. Khi mà nó lắng dịu đi những cái pháp đó, nó không có những cái pháp đó đó, thì chúng ta mới có thể có được cái sự an lạc từ nội tâm. Bây giờ trong cái đời sống hàng ngày đó, nhiều khi mình nói rằng mình hành thiền để rồi mình làm cho cái tâm của mình nó lắng dịu đi những cái sự sân hận, lắng dịu đi sự sân hận. Thì việc trước mắt mà chúng tôi nghĩ đó là trong cái việc hàng ngày nó xảy ra, thí dụ như mình đối cảnh với nhau, người ở trong chùa thì gặp cái cảnh ở trong chùa, rồi người ở ngoài cư sĩ thì mình có cái cảnh ở bên ngoài. Nhưng mà gặp những cái gì nghịch cảnh thì mình cũng không phải vì vậy tập cho cái tâm của mình đừng có cái mà mình không hài lòng, chỉ những cái chuyện gì mà nó không vừa lòng đúng ý của mình. Mình cũng đừng có nghĩ cái gì nó cũng phải là nhân duyên hết á, nó cũng phải là do duyên hết á. Mặc dù cái sự mong muốn của mình á thì mong muốn rất nhiều cho nó thành tựu cái này, nó viên mãn cái nọ, nhưng mà những cái gì mà nó không đến với nó không như vậy được rồi đó, thì tập cho cái tâm của mình nó cũng biết xả cái điều đó. Tức là mình đừng có câu chấp từ những cái chuyện gì nó không có đúng như cái ý muốn của mình được, không hài lòng với những cái gì mà nó diễn ra, thì chúng ta tập cái tâm của mình đừng có bực bội hay là đừng có cái sân hận. Tuy nhiên đó thì khi mà đến mà hành thiền đó thì chúng ta cũng biết là mình khi nào mà các cái chi thiền nó sanh khởi lên đó, thì nó làm cho cái nội tâm của mình đó, cái nội tâm của mình nó lắng dịu đi những cái sự không hài lòng đó, hay sự sân hận bực bội khó chịu đó. Cho nên là trong hàng ngày đó là mình đã tập những cái điều đó rồi. Dù cảnh gì đi nữa, ví dụ như là chúng ta biết ở trong chùa thì có những cái cảnh như trong chùa, rồi ngoài cư sĩ thì có những cái cảnh như người cư sĩ thì có cái cảnh của người cư sĩ. Nhưng mà đối cảnh mà mình đừng có để cái tâm của mình nó phiền não, tham dục hay là sân hận nó sanh khởi lên, thì cái đó là cái tu tập của mình rồi, mình trau dồi rồi. Rồi một điều nữa đó là chúng ta thấy rằng là cái phát sinh cái sự hoài nghi. Mặc dù là trong cái nghi vấn của mỗi người, khi mà mình học cái vấn đề gì đó mà mình chưa rõ thì mình cần phải tìm hiểu, học hỏi những bậc thiện trí thức, rồi là mình cần phải lật trong tìm kiếm ở trong Tam Tạng kinh điển để rồi mình tìm cái câu Phật ngôn nào cho nó rõ vấn đề đó, thì nó giúp cho mình là bớt đi cái sự hoài nghi. Nhờ cái sự học hỏi đó, nhờ cái sự suy luận đó đó mà mình bớt đi cái sự hoài nghi. Nhưng mà rồi đó thì trong đời sống hàng ngày đó, quý vị Phật tử cũng biết đó là mình tập cho cái tâm của mình hiểu Phật Pháp, học tìm cầu tìm hiểu Phật Pháp, thân cận những bậc thiện trí, những cái điều mà những gì chúng ta chưa từng biết thì chúng ta sẽ được biết, như là ở trong những cái quả báo của cái người nghe Pháp vậy đó. Nghe những điều chưa từng nghe, rồi làm sáng tỏ những điều đã được nghe, dứt được cái sự hoài nghi, tâm được sự an lạc, được cái sự an tịnh, vân vân. Rồi khi mà trong đời sống hàng ngày có được cái tâm an tịnh thì mệnh chung thì sanh cảnh giới lành, vân vân. Thì ở đây đó là mình nói đến cái quả báo của cái người nghe Pháp. Nhưng mà điều á là để mà dứt cái sự hoài nghi là do mình thường xuyên học hỏi. Học hỏi thì có nhiều cách, nghe trong cái sự thuyết giảng trên các cái diễn đàn, hay hoặc là tìm hiểu ở trong cuốn kinh cao sách chánh gì đó, thì mình tìm hiểu được những cái điều đó để mà mình sáng tỏ, mình dứt được cái sự hoài nghi. Đó cũng là cái cách
Đó cũng là cái cách. Tuy nhiên là khi nào mà mình hành thiền đến một mức độ nào đó thì phiền não hay là triền cái nó có thể lắng dịu đi, thì mình sẽ là không còn được cái sự hoài nghi, không có cái sự hoài nghi đó. Bởi vì nguy hiểm nhất là cái nghi, mà nghi ở trong ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, hoặc là nghi về cái lời dạy của Đức Phật hay qua thông qua cái pháp hành pháp học mà. Chính cái nghi đó nó làm cho mình bị trở ngại. Có những cái nghi mà nó làm cho mình bị trở ngại vì mình không biết là chọn cái gì, không, mình biết mình bị phân vân lưỡng lự, mình không có quyết đoán cho một vấn đề gì đó, ngay cả những điều đó là điều thực đúng là chánh pháp, thực là chân lý, mà mình lại còn bị nghi nữa. Khi mà mình nghi như vậy thì mình không có quyết đoán được. Và khi mà mình không có quyết đoán được trong cái việc hành trì của mình thì làm sao mình có được cái sự thành tựu được. Cho nên nó là cái sự trở ngại. Nhưng mà nói như vậy đó thì giống như là bây giờ mình nói mình hành thiền, dĩ nhiên là để mà muốn cái tâm an lạc thì cần phải có cái sự thiền tập trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà để mà hành thiền thì mình cần phải hiểu được cái lời cốt lõi, cái lời dạy của Đức Phật thông qua Tam Tạng Kinh Điển, qua Pháp học, để mà mình hiểu rõ như vậy, để mình dứt được cái sự hoài nghi. Rồi là trong cái đời sống hàng ngày, hoặc là tâm của mình, mình thấy rằng có một cái sự bồn chồn, có một cái sự lo âu từ những cái việc xảy ra ở trong cuộc sống. Từ cái việc xảy ra ở trong cuộc sống, những chuyện gì mà nó xảy ra trong cuộc sống mà làm cho tâm của mình nó bồn chồn, bởi vì mình nghĩ là phải chi mình đừng làm như vậy, phải chi mình nên làm như cái điều này mà bây giờ mình bỏ qua cơ hội mình không làm, hay phải chi mình đừng nên làm việc này, việc này nó không tốt mà mình làm rồi, bây giờ lỡ làm rồi sao. Cho nên là khi mà mình để mà mình tránh những điều đó đó, cái sự bồn chồn ở trong nội tâm của mình á, nó để cái sự sinh ra một cái trạng thái hối hận hoặc là hối tiếc với cái điều gì đó, thì rõ ràng là trong đời sống hàng ngày mình trước khi mình làm điều gì, trước khi mình nói điều gì, thì mình nên suy nghĩ cho nó chu đáo. Khi mà mình suy nghĩ cho nó chu đáo rồi á, thì mình thấy điều này là cần phải làm như vậy, và điều này không nên làm như vậy. Thì ở đây là mình nói những cái pháp bất thiện. Nếu mà mình làm như vậy thì mình sẽ làm cho cái việc tạo cái nghiệp thân khẩu của mình nó không tốt. Vì vậy cho nên là mình suy nghĩ cho nó kỹ trước khi mình làm hay là trước khi mình nói. Trước khi mình làm, trước khi mình nói, mình đã có suy nghĩ rồi thì phần lớn á, là do có suy nghĩ để nói, do có suy nghĩ để làm, thì chính cái hành động đó nó ít tạo ra cái lỗi lầm, mà để rồi sau này nó có những cái trạng thái hối hận hoặc là hối tiếc, bồn chồn, lo âu trong một cái trạng thái của nội tâm. Đó là trong cái đời sống hàng ngày. Rồi bây giờ là khi mà mình nói đến cái việc mà ở nội tâm nó có những cái sự ham muốn, nó có cái sự ham muốn những cái mà mình thấy rất là đơn giản, không phải những cái ham muốn gì to tát không đâu, mà là những cái ham muốn rất là nhỏ nhặt, nhưng mà nó tạo thành cái sự ham muốn. Chẳng hạn như là bây giờ cái điều mà ham muốn mà mình nói riết là cái căn bản nhất, cái căn bản nhất của con người là ăn và ngủ, chỉ có vậy thôi. Mình không ăn thì mình cũng chết, mà mình ăn nhiều quá thì cũng sanh ra hôn trầm, mà mình ăn nhiều quá nó cũng chưa phải là tốt, mình ngủ nhiều quá cũng không phải là tốt, mà mình không ngủ thì mình cũng cũng bệnh hoạn, để rồi mình cũng không tốt. Như vậy thì ở đây mình điều hòa trong cái sự ăn ngủ đó, hay là Phật dạy gọi là mình biết tri túc và thiểu dục đó. Phật dạy trong kinh vậy, tức là một vị tỳ kheo, một người tu tập nói chung, khi mà mình biết tri túc thiểu dục như vậy thì có nghĩa là chúng ta tập cái tâm của mình trong cái việc mà điều chế trong đời sống hàng ngày, đừng để cho cái tâm mình bị dính mắc,
hay tham đắm một cái chuyện gì nó quá lắm, nó quá lắm. Vì vậy cho Phật dạy rồi là tri túc và thiểu dục. Tri túc tức là biết đủ, mà thiểu dục có nghĩa là muốn muốn ít, muốn ít thôi, nó vừa đủ để mà mình có, để mà mình cân bằng cho cuộc sống, cân bằng cho cuộc sống, thì cái đó gọi là thiểu dục và tri túc. Như vậy thì cái tâm của mình nhìn lại cái tâm của mình, có những cái điều nó trở thành cái phương tiện, nhưng mà có những cái gì mà chúng ta ham đắm nó quá đó, thì nó trở thành những cái mà chúng ta dính mắc. Và dính mắc đó, đó thì cái tâm của mình nó bị nung nấu ở trong cái ái tham, ở trong cái dục ái, ở trong những cái mà dính mắc ở trong cái nội tâm của mình. Thì như vậy đó thì mình khó có thể nào mà mình định tĩnh được, khó thể nào định tĩnh được. Thì trong đời sống hàng ngày chúng tôi nghĩ rằng là khi mà bị hôn trầm nó ngăn cản á, thì mình nên suy luận cái lời dạy của Phật. Hoặc là khi nó buồn ngủ á, thì mình nên vận dụng cái đi quay nghi, đi kinh hành, hoặc là mình tránh cái bóng tối, bởi vì cái bóng tối nó dễ dàng cho mình buồn ngủ. Rồi mình vận động, mình đi kinh hành á, thì nó làm cho mình giảm đi những cái sự buồn ngủ. Hoặc là mình suy luận đến lời dạy của Đức Phật, thì nó làm cho mình đỡ cái hôn trầm, buồn ngủ đó. Rồi khi mà sân hận á, thì mình phải suy xét rằng á, là vạn vật ở trên đời thì nó cũng là do nhân duyên hết. Không thể nào mà mình phải nghĩ rằng mọi việc nó phải như ý của mình được, thì có những việc nó không thể thành tựu được, không thể nào như ý của mình được. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái việc đó là mình tự mình điều chế ở nội tâm. Và những cái việc mà tuy nhỏ nhất đó, làm cho cái việc mà mình hài lòng á, thì cái điều đó chúng ta cũng nghĩ là chuyện gì nó tùy theo duyên thôi. Duyên nó đến thì là thành tựu, mà duyên nó đi thì thôi rồi là cũng không có thành tựu được. Và đừng có nghĩ rằng mọi chuyện nó đều theo như ý muốn của mình được. Là như vậy đó, là tập cái tâm của mình nó là không không bao giờ mà mình thấy cái trạng thái nó hụt hẫng, hay hoặc là không bao giờ thấy cái trạng thái không hài lòng với bất cứ một cái việc gì. Và luôn luôn suy nghĩ là mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp, rồi mọi pháp trên cuộc đời này đều là do nhân duyên. Thì do có cái nhân duyên như vậy đó thì nó có thể thành tựu, không có nhân duyên thì nó không có thành tựu. Mọi việc thì chúng ta nghĩ như vậy. Rồi tâm mà sinh hoài nghi thì có lẽ là chúng ta phải năng thường xuyên học hỏi, xem kinh, rồi thân cận bậc thiện trí, để chúng ta học hỏi. Điều gì chúng ta chưa rõ thì chúng ta cần phải học hỏi, học hỏi. Rồi là tâm mà trạo cử thì trước tiên tiên là làm việc gì thì mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Trước khi mình nói việc gì thì mình phải cho suy nghĩ cho kỹ. Đó là để ngăn chặn cái nội lòng của mình, cái tâm của mình nó trạo cử. Rồi dạ quý vị còn nghe rõ hả? Thì tham dục thì mình nghĩ rằng quán về vô thường, quán về khổ, quán về bất tịnh ở trong cái những cái gì mà chúng ta suy quán trong cuộc đời này, và làm cho cái nội tâm của mình lắng dịu đi những cái sự tham dục. Thì nhờ mình quân tập như vậy đó, thì khi mà mình hành thiền á, đến một mức độ nào thì cái tâm an tịnh nội tâm thì tự động các chi thiền sanh khởi. Mà hả, chi thiền sanh khởi thì tự động nó sẽ là đè nén, nó đè nén, nó loại trừ những cái pháp triền cái đó, tức là tham dục, sân độc, trạo cử, hôn trầm hôn trầm, sân độc, trạo cử, hoài nghi. Những cái pháp đó là những cái pháp chướng ngại ở từ nội tâm. Thì qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ những cái ý mà Thượng Tọa vừa hỏi, con xin trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
sa thú kính trưng sư tọa pháp mà sư tọa từ siêu sư tọa có trước máy và sư tọa có nghe được không? Nếu sư tọa từ siêu đặt dạ vâng. Và sư tọa từ siêu ở đây đó thì chúng ta thấy là năm pháp cái khi mà chúng ta hành thiền thì nó ngăn ngại năm cái chi thiền, đó là tầm tứ hỷ lạc định. Thí dụ con người mình nhiều hung động chuyển biến đó thì mình khó hướng tâm mình đến đề mục được, tức ngăn ngại tâm. Hay người mình nhiều sân hận thì mình khó tìm trạng thái hân hoan của hỷ. Nhưng mà ở đây là năm pháp cái ngăn ngại năm chi thiền trong lúc chúng ta tu tập, nhưng mà năm pháp cái trong đời sống hàng ngày nó có ảnh hưởng gì, nếu mà chúng ta không hành thiền nó có ảnh hưởng gì không? Xin thượng tọa Quan Hỷ giải rõ một điều này. Kính bạch cho tâm kính thưa quý Phật tử, năm cái pháp cá đó là ngăn ngại cho việc hành thiền. Đó là nói ở cái khía cạnh một vị hành giả tu tập thiền định thì năm pháp cái đó là nó trở ngại, nó làm chướng ngại không có tiến tu được. Thì tất nhiên nó sẽ có ảnh hưởng tai hại ở trong đời sống hàng ngày, dầu cho cái người không có hành thiền nó cũng trở ngại, nó cũng trở ngại tinh thần. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói cái khác, đối với một học trò đang đi học mà lười biếng, thích trốn học đi chơi, sự lười biếng, sự ham thích đi đi chơi đó, nó làm trở ngại cho cái việc học. Rồi chúng ta hỏi vậy, như vậy thì nếu như không một đứa bé mà nó không có đi học, nó ở nhà nó lười biếng và nó thích đi chơi như vậy thì nó có hại không? Có hại gì cho cuộc sống hay không? Nó có. Nếu như là đứa bé còn đang đi học thì cái sự ham chơi, cái sự lười biếng học tập và cái sự ham chơi đó, nó sẽ làm cho người này, làm cho đứa bé này, đứa học trò này nó thi rớt, nó không có đỗ đạt. Còn khi mà một đứa bé nó không có đi học thì chính cái sự lêu lổng chơi bời và cái sự lười biếng học tập, lười biếng nghề nghiệp sẽ làm cho cái cuộc đời của nó tương lai đen tối, nó sẽ sống ở trong cái sự nghèo khổ, thất nghiệp và nó trở thành một cái mối nguy cho xã hội. Ví dụ nó như thế nào thì ở đây quý vị, một người đang hành thiền thì năm triền cái đó, tham dục sân hận hôn thủy trào phối tự nhiên, đó làm chướng ngại cho cái việc tiến tu, không thể nào mà
chính là trú được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Còn nếu như một người không có tu tập thì năm thiền tá này nó vẫn đem đến cái sự tổn hại tinh thần. Bởi vì một người sống mà có quá nhiều tham dục, say đắm chạy theo tham dục, thì như vậy người này họ sẽ không bao giờ thành tựu được những cái tài sản lớn. Bởi vì chính cái sự tham muốn đó, tham muốn hưởng thụ đó, khiến cho họ tọa thực sinh băng, ăn không nó cũng nuốt cũng lỡ, tối ngày chỉ biết lo đàn đứng, đi hy viện hoặc là rượu chè hoặc là nghiện ngập vân vân. Thì như vậy người này cuộc sống của họ có một lỗ hổng, rồi sân hận. Một người tu thiền thì tâm sân nó trở ngại cho cái việc tu tiến, nó trở ngại cho cái việc chứng đắc thiền định. Còn một người bình thường không có tu tập thì người đó sống nhiều với tâm sân thì cũng vẫn có cái sự tai hại khác. Bởi vì người có nhiều tâm sân thì ngủ không a vui, thức không a vui, vân vân, thì người này sẽ bị sống trong sự đau khổ. Người hành thiền mà bị hung thủy cá chi phối, cứ buồn ngủ liên tục, giả dười, thì người này không bao giờ định tâm được, không bao giờ chú tâm trên đề mục được. Còn đối với người không hành thiền đó, thì khi mà họ chỉ ham thích ngủ nghỉ, giật dừa và trở nên biếng nhác, thụ động, thời như vậy họ sẽ không thu hoạch được những cái tài sản chưa thu hoạch, và những cái tài sản đã thu hoạch thì nó bị dần dần bị tiêu mất đi. Và do cái sự hung trầm thủy miên đó, họ trở nên biếng nhác, cuối cùng thì họ chỉ biết ngồi đó để mà ngửa tay đi ăn xin người khác hú thí cho, chứ họ không có làm được gì. Cái sự phóng dật cũng vậy, cái sự trả hối. Một người tu tập thiền định nhưng mà chưa có diệt được trả hối là cái tâm phóng dật. Như vậy là một cái chướng ngại tinh thần cho người tu tập. Nhưng nếu như một người bình thường ở bên ngoài, mặc dù không có tu tập thiền định thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái việc đó, nhưng mà do cái tâm họ bị phóng túng, họ không có tập trung, cho nên họ làm cái nghề nghiệp nào cũng thất bại, hoặc là họ lái xe cũng rất là nguy hiểm bởi vì cái tâm phóng dật. Đó là cái hại của trạo hối cái. Vì vậy như cái trên lĩnh vực người tu tập thiền định mà tâm còn có sự nghi ngờ về cái đề mục, về các pháp môn tu, thì như vậy nó sẽ ngăn ngại làm cho không thông suốt, không tiến hóa, không chứng đắc được thiền. Còn đối với người ở ngoài, người bình thường, họ không có tu tập gì nhưng mà cái tâm của họ do cái sự hoài nghi nhiều quá đó, thì họ không bao giờ có được cái chánh tri kiến, họ chỉ rơi vào cái tình trạng tà kiến mà thôi. Thì trong trường hợp này, khi một người
sống bình thường mà cái tâm ngờ vực nhiều thì họ sẽ không làm nên chuyện gì, làm con chuyện gì họ cũng bỏ phế nửa chừng vân vân, thì như vậy họ sẽ thất bại trong cuộc sống. Như chúng tôi đã thí dụ cái sự ham chơi lười biếng đối với một đứa trẻ đang đi học ở trường mà người có tánh ham chơi lười biếng thì cái việc học sẽ dở dang. Còn đối với một đứa trẻ mà không có đi học, cái sự ham chơi lười biếng sẽ làm cho nó càng ngày càng bị hư hỏng. Và đến lớn lên, tương lai của nó sẽ bị đen tối. Chúng ta hiểu như vậy. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để điều hợp trong câu hỏi tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thú cái chân thì tập thiệt siêu. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính không biết được, xin Hoa Kỳ cho biết. Đại Đức Pháp Tính, có nhiều người nghĩ rằng mình giận ai đó thì mình chỉ phiền người đó thôi. Nhưng mà với hành giả đó, thì khi mình giận người ta, người này đó, thì có nghĩa là mình thiếu cái sự an lạc đối với người khác. Đại Đức Pháp Tính có nghĩ như vậy không? Ví dụ như là mình nuôi dưỡng cái tâm sân, tâm giận một người nào thì cái tâm sân, tâm giận nó sẽ ảnh hưởng cái thái độ của chúng ta đối với những cái lĩnh vực khác của cuộc sống, thậm chí đối với người khác. Đại Đức Pháp Tính có thấy như vậy không? Cái thực tế Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam nữ. Qua câu hỏi Thượng Tọa vừa nêu lên thì đối với một vị một bình thường mà người ta giận là đã xấu rồi, còn huống chi là đối với một vị hành giả. Thành ra đó là khi mà nếu mà chúng ta nói chúng ta là cái người tu tập, hoặc là nhất là chúng ta là cái người mà tu thiền, thì khi mà mình giận lên đó, thì nó sẽ làm cho mình mất đi cái oai nghi, hoặc là thậm chí nếu mà mình không ngăn trừ được cái sân truyền cái này đó, thì không khéo là nó sẽ làm cho mình sẽ rơi vào khổ cảnh. Cũng như cái trường hợp của một cái vị sa di mà đệ tử của ngài Kassapa, là chỉ có bị là cái vị thầy của mình gầy la dạy bảo thôi, mà vị sa di đó đã cột quan trái với ngài bằng cách là coi như là đập bể những cái vật dụng, rồi cuối cùng đốt luôn cả cái cốc của trưởng lão Kassapa nữa, cho đến khi mà cái nghiệp đó nó chín mùi thì làm cái vị đó phải rơi vào cảnh khổ ở trong địa ngục. Rồi khi mà hết cái tuổi thọ ở địa ngục rồi đó, thì cái vị đó lại sanh làm một cái con ngã quỷ mà mình trăng đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái tâm á, nó sẽ ảnh hưởng tới đối tượng một cách trực tiếp bằng nhiều cách. Quý vị, một cái tâm sân á, quý vị thấy rằng á, khi mà nó sanh lên thì nó làm cho chính bản thân của cái người mà sân hận sẽ bị đốt nóng, sẽ bị khó chịu. Rồi khi đó tác động đến lời nói hoặc là những cái hành động
à, thì nó đem à, đến cái quả à, khổ đau. Cũng như quý vị thấy rằng à, đối với bà của ông Rê Quá Tá à, thì cái tuổi thọ của bà à, còn rất là dài à, còn rất là nhiều, nhưng mà do à, cái tâm à, chửi mắng à, chửi rủa à, các vị tỳ khưu, mà các vị tỳ khưu đó à, toàn là à, bậc à, phạm hạnh à, giới đức à, trong sạch, thành ra bà chửi à, các vị tỳ khưu đó trong suốt một thời gian dài à, chính vì vậy đó nó sẽ làm cho à, bất thiện à, ở trong cái nghiệp bất thiện khứ à, nó có cái cơ hội à, để mà nó trổ quả à, ngay trong à, hiện tại à, làm cho à, bà bị mất đi cái mạng sống trước lúc mãn tuổi thọ của bà. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với cái tâm sân thì nó ảnh hưởng trực tiếp là đối tượng đa phần là khi mà những người mà có sân là sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hoặc là đến cái đối tượng. Còn cái sự mà liên đới đó thì à, nó chỉ là một cái phần ít thôi à, là tại sao vậy? Tại vì đối với cái tâm sân á, thì quý vị thấy rằng á, à, là cái sức à, tàn phá của nó à, rất là khủng khiếp, thành ra nó sẽ cho cái quả báo à, ngay trong hiện tại à, và à, cái quả báo à, về sau à, nó cũng có nữa. Thành ra chỉ có những cái trường hợp nhỏ à, tâm sân nó mới à, cũng như là nó có cái sự liên đới, có nghĩa là nó ảnh hưởng à, chút chút à, thì những cái trường hợp đó là do người ta mới cỡ lên à, cái ý người ta chưa có kịp à, để mà à, hành động à, bằng à, thân hoặc là nó tác động à, đến à, khẩu nghiệp của người ta đó. Nhưng mà chung quy lại thì đối với tâm sân là coi như là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp mà đối với à, những cái người nào mà không có kìm được, không có kịp quán xét được thì nó sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp đến bản thân, đến cuộc sống của họ ở trong đời này lẫn ở trong đời sau. Do vậy mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cũng cần phải đề phòng về cái tâm sân bằng cách là chúng ta tu tập tâm từ, hoặc là bằng cách là chúng ta tu tập, chúng ta quán về các pháp nó có cái sự mà nguy hiểm là như vậy. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 3 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sau thuộc cái trường trình pháp tính à, thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta tu tập thì có ba điểm mà chúng ta cần nhận ra. Thứ nhất là trong tất cả những cái chướng ngại của đời sống thì cái chướng ngại lớn nhất đến từ bản thân của mình. Một người tu tập mà càng tu tập nhiều quá, càng ít có đổ lỗi cho người khác. Nhưng mà khi chúng ta không có tu tập hay là chúng ta mới tu tập ban đầu thì chúng ta hay quy trách, chúng ta hay đổ lỗi cho người khác, nhất là về cái vui, cái buồn, cái thành công, cái thất bại. Cái nhận vấn đề từ bản thân của mình rất là quan trọng. Yeah. Nếu mà chúng ta trong cái chuyện mà buồn vui, sống có tiến bộ hay không tiến bộ, mà mình luôn luôn mình nói rằng tại cái này tại cái kia đó, thì thường là chúng ta có vấn đề. Chúng tôi sống trong chùa nhận ra một điều rằng những vị nào mà sống mà hay trách móc hoàn cảnh xung quanh, tôi ở đây tại vì chùa, tại vì Phật tử, tại vì đạo bạn, tại người này kia làm cho tôi phiền, mà cái người cứ trách hoài thì đa phần là những người không có tiến bộ trong sự tu tập.
Nhưng mà khi mình đề cập đến cái khởi nguồn từ bản thân và nhận trách nhiệm của chính mình đó, thì chúng ta lại nói yếu tố khác, là yếu tố tâm hay cái trạng thái nội tâm của mình. Trong bài kinh này thì chúng ta thấy rằng tham dục thì ngăn ngừa sự định tâm. Tại vì tham dục dục là nó vọng mong, nó đi tìm kiếm cái này cái kia. Và như vậy do nó vọng tâm, vọng mong, do vọng mong nghĩ này kia nên chi? Quý vị là thường á, là chúng ta không có yên, chúng ta không có tập trung được. Sân hận á, thì ngăn ngại cái gọi là hỷ hay là sự hân hoan. Một người có sự hân hoan đó là luôn luôn có cái lực, luôn luôn có một cái thoải mái đi đi tới. Ví dụ buổi sáng sớm mình thức dậy với tâm hân hoan đó, thì mình làm cái gì cũng mau mắn, mình làm cái gì cũng thoải mái. Nhưng con người sống mà không có tâm hân hoan đó, thì thưa quý vị, chúng ta cảm thấy cuộc đời nó như là cái gì rất là khó chịu, giống như mình dơ mà mình không có tắm được. Hay hoặc giả là mình có món nợ mình trả không được, tâm mình không có vui. Dạ, tâm mình không hân hoan. Thì cái không hân hoan đó, thưa quý vị, nó đến từ cái sân. Con người hay sân hận, con người hay bực bội thì không có vui. Và cái hôn thủy ngăn ngại cái tầm, tầm ở đây là sự hướng tâm. Dạ, ví dụ như là bây giờ quý vị muốn nghe pháp, quý vị phải tập trung vào những gì Chư Tăng đang giảng. Mà Chư Tăng giảng bên này, quý vị nghe chỗ khác, quý vị không tập trung được. Hay hoặc giả là chúng ta gặp cái trở ngại khi mà con người mình ngủ nhiều, biếng nhác đó, cái tâm mình nó có sắc bén. Người ta nói cái đó có nhiều khi cả một buổi trời mình mới tập trung mình để ý thấy. Thành ra trong một cái cách mà thường thường chúng ta thường thấy ở các trường thiền đó, là họ khuyên chúng ta đừng ngủ nhiều quá. Thực sự các người nhà nghiên cứu hiện nay thì họ khó nói rằng ngủ bao nhiêu là đủ. Nhưng mà mình ngủ đến mức độ cái đầu óc mình mà nó chậm lục, không biết là quý vị có khi nào để ý là khi mà chúng ta bị cái gì chúng ta ngủ nhiều á, con người mình ngủ nhiều mình không có bén nhạy với hoàn cảnh xung quanh, gọi là cái đầu óc của chúng ta nó bị lục, nó bị cùng lục lại. Thành ra cái tầm, cái hôn thủy á, hôn trầm thủy miên á, nó ngăn ngừa cái tầm hay sự sắc bén, sự hướng tâm của tâm. Trạo hối là nó ngăn ngừa cái lạc, trạo hối là dao động. Ở trong kinh thì Đức Phật ngài dạy rằng dao động là nó khiến cho chúng ta không được khinh an, mà không có dao động thì tâm được khinh an. Về cái lý lẽ này đó, mới nghe thì dễ hiểu, nhưng trong cuộc sống chúng ta không thấy. Con người chúng ta đó, thường thường có nhiều người có cái tính hay lăng xăng. Những người lăng xăng á, thì cái hạnh phúc của họ nó không có bền, nó không có rõ. Nếu nó rõ đó, thì thưa quý vị, nó sẽ khiến cho người ta ổn định, nó khiến cho người ta vững chãi. Cái lạc ở đây là gì? Lạc đó được hiểu là một cái sự rất là hạnh phúc để gắn bó. Dạ. Mà cái hạnh phúc gắn bó đó, nó phải đến từ cái sự không dao động. Chúng tôi lấy một ví dụ như là ông bà chúng ta có câu gọi là an cư thì mới lạc nghiệp. An cư là gì? Là đời sống không bị xáo trộn bởi chiến tranh, đời sống không bị xáo trộn bởi gây gổ vợ chồng, đời sống không bị xáo trộn bởi công ăn việc làm bị phá sản v.v. Thì có an cư thì mới lạc nghiệp. Thì tâm của chúng ta giống y hệt như vậy. Tâm mà vững chãi, tâm ít bị dao động thì chúng ta an lạc. Nhưng mà tâm của chúng ta nó lăng xăng, nó có nhiều cái nối tiếc, tâm nó có nhiều cái dao động thì thưa quý vị, chúng ta có vấn đề. Chúng ta thực sự có vấn đề. Vấn đề là không được an lạc. Và cái sự hoài nghi nó ngăn ngừa tứ. Tứ là gì? Ở trong kinh, ví dụ là tầm giống như cái bông hoa, giống như con ong mà nó bay đến bông hoa. Và tứ là nó bay chung quanh bông hoa. Nhưng mà thật ra chữ tứ không nghĩa là sự gắn bó.
tâm là hướng tâm, tứ là gắn bó. Chúng tôi lấy ví dụ là buổi sáng quý vị vô hoa thóc, quý vị nghe pháp, nghe chị đang nói loáng thoáng quý vị để ý, nhưng mà hướng tâm thì cái hướng tâm đó là tâm. Nhưng khi hướng tâm rồi đó mà nó theo sát được, cái theo sát đó là tứ. Dạ, theo sát là tứ. Thì vấn đề của chúng ta đó là một khi mà cái chi tứ mà nó không có đó, thì chúng ta không có gắn, không có kháng kích với cái gì hết. Không có kháng kích thì làm sao mà biết được. Giống như mình nghe nghe loáng thoáng vậy thôi, không có kháng kích, cũng để ý nhưng mà để ý một cái loáng thoáng. Thì cái kháng kích đó đó, nó sẽ bị vấn đề nếu có sự hoài nghi. Hoài nghi là nó phân vân lưỡng lượng. Giống như bây giờ quý vị muốn hợp tác với ai mà trong lòng quý vị còn nghi hoặc người đó, thì do sự nghi hoặc đó mình không thể đi xa hơn là mình gắn bó với người đó được. Không ai mà vừa gắn bó vừa hoài nghi được hết. Hoài nghi không gắn bó. Bởi vì cái hoài nghi đó nó làm cho chúng ta không có khẳng định được. Hoài nghi đó nó làm cho chúng ta không có mạnh mẽ bắt tay vào việc. Cái thái độ mạnh mẽ bắt tay vào việc đó, nó là một sự quyết đoán rất cần thiết để tu tập. Mà cái trạng thái hoài nghi là nó tạo cho chúng ta một trạng thái lưng khừng. Lưng khừng ở đây tức là không có quyết đoán, không mạnh dạn để bắt tay vào việc thì không làm được chuyện gì hết. Thì năm cái pháp này đó, nó là năm cái lợn cợn, cái lớn cấn, cái chi phối nội tâm của mình. Mà bất cứ một người nào vào tu tập thì cần phải để ý. Và cái quan trọng là chúng ta đừng có bao giờ tin vào cái thái độ của mình là mình vào mình tu tập rồi mình cứ đặt vấn đề là tại chùa, tại vì những người chúng quanh, tại hoàn cảnh này, tại hoàn cảnh kia. Một người mà muốn tu chỉ cần có một cái phòng nhỏ và có thì giờ một vài tiếng đồng hồ với chính mình là mình tu được rồi. Nhưng một người không muốn tu thì thưa quý vị có trải thảm, quý vị có cung phụng những bữa ăn ngon lành, có một ở nơi rất sang trọng, họ không tu được, tại không chịu tu. Cái tu là ở trung tâm của họ. Vì vậy khi một khi mà mình đã chịu tu rồi, thưa quý vị, cuộc đời sao cũng được, ai làm những việc cho mình một căn phòng một mình và có được mỗi thì giờ trong ngày thì mình tu được. Rất đơn giản như vậy. Nên không có ai tu tập mà không có khả năng tự nhận trách nhiệm vui buồn ở bản thân của mình. Không có ai tu tập mà không thấy được cái quan trọng của cái tâm thái hay là trạng thái nội tâm của mình. Không có ai tu tập mà không có vượt qua năm cái ngăn ngại này mà tu tập được hết. Nếu chúng ta không vượt qua năm ngăn ngại này thì chúng ta luôn luôn đổ thừa, đổ lỗi, luôn luôn là cảm thấy mình muốn cái gì khác nhưng mà mình không chịu nhìn lại chính mình. Một khi mình thấy ồ, giống như là bây giờ trong nhà mình nó dơ thì tiên vừa quét dọn, chứ là sao trong nhà căn nhà nó dơ làm cho mình không có thoải mái, rồi mình cứ đi cắt tóc hàng xóm, đi gây lộn với người khác, thì biết đầu tiên phải dọn dẹp căn nhà. Thì người Trung Hoa họ có cái thành ngữ là thanh lý vô hộ. Thanh lý vô hộ tức là cái chuyện nhà mình đó, mình phải làm cho dọn cho nó sạch. Ở trong tông gia môn của mình đó, mình phải làm cho tốt. Thì người hành giả cũng phải là thanh lý nội tại, thanh lý nội tâm của mình, làm cho sạch nội tâm của mình. Nội tâm của mình càng lắng động, nội tâm của mình càng an ổn thì sự tu tập mình nó càng tốt. Và muốn nội tâm mà được an ổn, thanh định thật sự thì nó phải vượt qua năm truyền cái này, năm pháp cái này. Chúng ta nên đọc kỹ. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quý Đại Đông Ba. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thức giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở rộng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn.
Chúng con kính chúc, kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn, xin cảm động và tất cả quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Yang kincik kusala kamang kapa panggiri yang memangkai nawaja manasa didase suka pangkatang kita pasangi do arti ye jasanta asangi do katang bunya palang mayang sapi paki pawandute ye tangkatang suwili tanggin nang bunya palang maya ye jata Nanti dewa ganto aliwe kayung sape lokam iye sapa jiwanta harane duka manunyang pojanan sape lapanto mamaje kalpati. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban còn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thượng hiền nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân Sapang subang kalang kakan tu sapa devata sapa buta lupa Veyoti hontu niron tarang hotu sapang subang kalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa Venasoti hontu niron tarang hotu sapang subang kalang kakan Devata sapa sangha lupa vena so te hondu ye ron Tarang viên công đức đã làm Kiếp kiếp lành giải thoát Đệ tử và chúng sanh